MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Chí Tôn Thần Điện tập 207. Hiện tại, mục đích chủ yếu của Lục Minh chính là kinh vũ sự tình, một bên tăng thực lực lên, một bên vì kinh vũ sự tình làm chuẩn bị. Một phen lặn lội về sau, Lục Minh về tới tinh không doanh. Oanh, oanh. Lục Minh mới vừa trở lại tinh không doanh, liền thấy một trận đại chiến. Trên bầu trời, mấy cái thanh niên kịch liệt chém giết, lâm vào một trận hỗn chiến bên trong. Lục Minh nhìn kỹ, phát hiện mấy cái thanh niên phân thuộc hai cái bất đồng thế gia. Các ngươi dám nói xấu ta Lưu gia trộm lấy cửu tuyệt thần tinh, các ngươi tự tìm cái chết. Một thanh niên gầm thét. Không phải là các ngươi Lưu gia là ai? Cùng hắn đối chiến thanh niên cười lạnh. Ta nói là các ngươi Trương gia lấy trộm cửu tuyệt thần tinh, các ngươi Trương gia mới là chủ sử sau màn. Lúc trước thanh niên kia hét lớn. Đánh rắm. Giết. Song phương chém giết khó phân thắng bại, bốn phía có không ít người vây xem. Cuối cùng, song phương lưỡng bại câu thương, lẫn nhau đều có kiêng kỵ, mới kết thúc chém giết, riêng phần mình rút đi. Lục Minh như có điều suy nghĩ, sau đó trực tiếp hướng về Lam Thương cư trú chi địa đi. Cầm tới cửu tuyệt thần tinh. Lam Thương mỉm cười nói. Lấy được. Lục Minh cười một tiếng, sau đó đem cửu tuyệt thần tinh lấy ra, giao cho Lam Thương. Cửu tuyệt thần tinh, để Lam Thương giao cho Thiên Vương thần vệ là có thể, chuyện sau đó, liền không có chuyện của hắn. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lam Thương cười ha ha một tiếng, sau đó quan sát tỉ mỉ Lục Minh vài lần, nói, ngươi hẳn là tu luyện càn khôn vạn đạo quyết nắm trong tay nhiều loại thần phẩm thần lực a. Lục Minh trong lòng bắt đầu chấn động. Sau đó thoải mái. Dựa theo kinh vũ lời giải thích, càn khôn vạn đạo quyết là hắn ở một nơi cổ di tích ở bên trong lấy được, cơ hồ không người biết được. Nhưng cơ hồ không người biết được, không có nghĩa là không có người biết. Lam Thương thân làm kinh vũ lão sư, biết rõ cũng rất bình thường. Là, Lục Minh gật đầu thừa nhận. Khống chế nhiều loại thần lực, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là, có thể để ngươi chiến lực cực kỳ cường đại. Mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới, chiến lược đều sẽ tăng vọt, viễn siêu đồng cấp, nhưng là chỗ xấu cũng rất nhiều. Cái thứ nhất, chính là tu luyện yêu cầu năng lượng nhiều lắm, ngươi tăng lên nhanh như vậy, đã vượt quá dự liệu của ta. Một cái khác, chính là cần lĩnh ngộ thần lực bản nguyên thừa số, người bình thường, lĩnh ngộ một loại thần lực bản nguyên thừa số, đều muốn dốc cả một đời, huống chi, ngươi muốn lĩnh ngộ như vậy nhiều loại thần lực. Lam Thương một hơi nói đến đây, dừng lại, trầm ngâm một lần, nói, cho nên, ngươi muốn lượng sức mà đi. Thần lực số lượng, cũng không phải là nắm giữ càng nhiều càng tốt, mà là phải ở ngươi bản thân nắm chắc bên trong, nếu như ảnh hưởng nghiêm trọng ngươi tu hành, ngươi liền muốn giảm bớt tu luyện thần lực. Tốt, Lục Minh minh bạch. Lục Minh gật gật đầu, điểm này, chính hắn cũng sớm liền phát hiện, cho nên khoảng thời gian này, hắn có lấy được mặt khác thần phẩm thần công diệu pháp, đều không có đi tu luyện. Chính là sợ tham thì thâm. Ngươi đưa ngươi nắm trong tay thần lực đều thi triển đi ra cho ta xem một chút, ta xem ngươi khống chế đến mức nào. Lam Thương nói. Lục Minh gật gật đầu, sau đó đem hắn hiện tại nắm trong tay 7 loại thần phẩm thần lực, từng cái thi triển một lần. Chú tể thần lực đã thức tỉnh ra thần lực bản nguyên thừa số, bất diệt kiếm lực thức tỉnh trình độ, 99%, mặt khác, còn kém rất nhiều. Lam Thương nói nhỏ một tiếng, sau đó trong tay xuất hiện một khối ngọc phù, giao cho Lục Minh, nói, ngươi nắm trong tay những cái này thần lực bên trong, ta đối chú tể thần lực quen thuộc nhất, năm đó ta nắm trong tay thần lực. Cũng là chúa tể thần lực, trong này là ta một chút tâm đắc tu luyện, ngươi cầm xem một chút ha. Về phần mặt khác thần lực, ta cần thời gian chuẩn bị một chút, ngươi trước trở về, qua một đoạn thời gian đến ta nơi này, ta chỉ điểm ngươi tu luyện mặt khác thần lực. Tạ Lam thúc thúc. Lục Minh tiếp nhận ngọc phù, vội vàng nói cảm ơn, trong lòng cuồng hỉ. Lam Thương năm đó thế nhưng là kinh vũ lão sư, ở tinh hạch không có bị phế trước đó, đây chính là thái hư thánh triều đỉnh cao cường giả, sâu không lường được. Có hắn tâm đắc tu luyện, còn có chỉ điểm của hắn, Lục Minh tốc độ tu luyện, nhất định sẽ bảo tăng, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ân, ngươi trước về đi xem một chút đi. Lam Thương nói. Lục Minh cáo từ, rời đi Lam Thương cư trú chi địa, hướng về bản thân cư trú chi địa đi. Nhưng là, ở hắn gần sát bản thân cư trú chi địa về sau, lại nhìn thấy hai cái thanh niên ở đại chiến kịch liệt. Lục Minh kỳ quái, trước kia, tinh không doanh bên trong mặc dù cũng tràn đầy cạnh tranh. Nhưng là đại chiến tần suất, có thể không có cao như thế, hắn vừa mới trở về, liền thấy mấy lên đại chiến.
Bên cạnh, có không ít người vây xem, Lục Minh liếc nhìn Ngũ Minh, Ngũ Việt hai người. Lục Minh bay đi. Lục Minh, ngươi trở về. Ngũ Minh Ngũ Việt nhìn thấy Lục Minh về sau, mừng lớn nói. Là Lục Minh. Những người khác, cũng có người thấy được Lục Minh, đặc biệt là trong đó có Kim gia, Tần gia nhân thiên kiêu, những người này nhìn thấy Lục Minh về sau, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Trong mắt bọn hắn, Lục Minh hơn phân nửa muốn chết ở Tần Thiên Tinh Vực, không nghĩ tới, Lục Minh thế mà không chết, trả về đến tinh không doanh, cái này khiến mặt khác cửa tâm lý rất không thoải mái. Lục Minh không nhìn thẳng Kim gia, Tần gia thiên kiêu, rơi vào Ngũ Minh Ngũ Việt bên người, hỏi, đây là có chuyện gì? Ta vừa về đến, liền thấy mấy lên chém giết. Còn không phải là bởi vì cửu tuyệt thần tinh sự tình. Ngũ Minh nói, cửu tuyệt thần tinh. Lục Minh kinh ngạc, cửu tuyệt thần tinh, không phải giao cho hắn đi Tần Thiên Tinh Vực xử lý sao? Cùng những cái này thế ra có quan hệ gì? Cửu tuyệt thần tinh mặc dù biết hạ lạc, nhưng là cũng xác định một sự kiện, kia liền là cửu tuyệt thiên vương phủ có nội ứng, trợ giúp ngoại nhân đánh cắp cửu tuyệt thần tinh, nhưng là, cái này nội ứng, lại không có tìm được, thế là, cửu tuyệt thiên vương phủ các đại thế gia, đều lẫn nhau hoài nghi. Đặc biệt là một chút hai bên có thù oán thế gia, lẫn nhau nói xấu đối phương là nội ứng, một cách tự nhiên mâu thuẫn liền trở nên gay gắt. Ngũ Minh giải thích. Cho nên, tinh không doanh bên trong, các đại thế gia thiên kiêu hai bên đại chiến, ở tinh không doanh bên ngoài, các đại thế gia thậm chí còn thảo phạt lẫn nhau, có vài thế gia đều giết đỏ mắt, hiện tại cửu tuyệt thiên vương phủ, hỗn loạn tưng bừng a. Ngũ Việt đi theo giải thích. Lục Minh ngạc nhiên, không nghĩ tới, cửu tuyệt thần tinh còn đã dẫn phát nhiều chuyện như vậy. Không chung, hai cái thanh niên kịch chiến gần 100 chiêu, cái cuối cùng thanh niên trọng thương đào tẩu, kết thúc chiến đấu. Lục Minh cùng Ngũ Minh Ngũ Việt trò chuyện vài câu, sau đó hướng về bản thân cư trú chi địa bay đi. Kim gia Tần gia mấy cái thiên kiêu, nhìn qua Lục Minh rời đi phương hướng, ánh mắt âm lãnh, trao đổi vài câu, nhao nhao rời đi tinh không doanh, hơn phân nửa là trở về bẩm báo tin tức. Thiếu gia, làm Lục Minh trở lại biệt viện thời điểm, Thu Nguyệt phi thân mà ra, khắp khuôn mặt là hỉ sắc. Lục Minh một thân một mình về Tần Thiên Tinh Vực đoạt cửu tuyệt thần tinh, nàng một mực rất lo lắng, bây giờ thấy Lục Minh trở về, tự nhiên thở dài một hơi. Thu Nguyệt, ngươi tu vi, lại đột phá. Lục Minh đánh giá Thu Nguyệt một cái, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một đoạn thời gian không gặp, Thu Nguyệt tu vi, cư nhiên đã đột phá đến nửa bước thần vương cảnh, Lục Minh chố mắt đứng nhìn. Thu Nguyệt tu vi, cư nhiên đã đạt tới nửa bước thần vương, ở Lục Minh tiến về Tần Thiên Tinh Vực thời điểm. Thu Nguyệt tu vi mới thiên thần cửu trọng mà thôi. Tăng thêm thời gian đi đường, trước sau cũng mới mấy năm mà thôi, cái này tốc độ, cũng quá khoa trương. Là đây. Thu Nguyệt gật gật đầu, nó chủ yếu là lần trước ta lấy được truyền thừa, còn rất nhiều không có tiêu hóa hết, cho nên khoảng thời gian này, tu vi tiến triển mới nhanh như vậy. Tốt. Lục Minh đại hỉ, Thu Nguyệt tiến triển càng nhanh, hắn tự nhiên cao hứng. Sau đó cùng Thu Nguyệt trò chuyện một hồi, hai người phân biệt tiến vào một cái phòng, tu luyện đi. Bất quá, Lục Minh sau khi vào phòng, tâm lại khó có thể trầm xuống, trong đầu, thủy chung bị cửu tuyệt thần tinh người giật dây khốn nhiễu. Người giật dây, rốt cuộc là ai? Là vì mục đích gì? Lục Minh nhíu mày trầm tư. Hắn có loại cảm giác, cái này người giật dây chỉ thị ám băng tộc đánh cắp cửu tuyệt thần tinh, bản thân lại không lấy đi cửu tuyệt thần tinh, mục đích, khẳng định không có đơn giản như vậy. Làm như thế nào tìm ra cái này người giật dây đây? Lục Minh nói nhỏ. Cái này người giật dây, lại nhiều lần phái tử sĩ giết hắn, một ngày không đem cái này người giật dây bắt tới, Lục Minh một ngày sẽ không an tâm. Ai biết về sau đi ra ngoài, có thể hay không lại lọt vào nhóm người này ám sát, Lục Minh cũng không thể cam đoan, nhiều lần đều có thể biến nguy thành an. Làm như thế nào tìm ra cái này người giật dây đây? Còn có hay không cái gì manh mối, vì ta không để ý đến đây. Lục Minh ổn định lại tâm thần, lặng lặng suy tư. Trong đầu, truyền qua từng đạo suy nghĩ, đem cửu tuyệt thần tinh bị trộm một chuyện, từ đầu tới đuôi hồi tưởng một lần. Chờ. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện, hắn không để ý đến một đầu trọng yếu manh mối. Cái này manh mối, chính là Ma Đô Sơn. Ở Ma Đô Sơn, Lục Minh không chỉ một lần nghe nói, Ma Đô Sơn ở cửu tuyệt thiên vương phủ có chỗ dựa, cho nên, Ma Đô Sơn ma giả tuyền. Mới không có thế lực dám động, bằng không thì, dựa vào ám dạ ma vương tu vi, là căn bản không gánh nổi ma dạ tuyền. Rất rõ ràng, Ma Đô Sơn chỗ dựa, rất có thể chính là cửu tuyệt thần tinh sự kiện chủ sử sau màn. Mà khẳng định có người biết Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa là ai, mới không dám động thủ,
Nếu chỉ là tin đồn, đối mặt ma già tuyển dụ hoặc thế lực này làm sao có thể nhịn được. Nói như vậy, chỉ cần tìm đại thế lực hỏi thăm một chút Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa là ai, không đã tìm được chủ sử sau màn sao? Đúng à, chuyên đơn giản như vậy, ta trước đó thế mà không để ý đến. Lục Minh vỗ một cái, lắc đầu cười khổ. Lúc trước hắn tập trung tinh thần nhào vào ám dạ ma vương lưu lại chứng cứ phía trên, mới không để ý đến logic vấn đề đơn giản như vậy. Đi tìm Ngũ Tử Phong hỏi một chút. Lục Minh cười một tiếng, sau đó bí ẩn rời đi tinh không doanh, hướng về Ngũ Gia đi. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới Ngũ Gia, gặp được Ngũ Tử Phong. Một tòa biệt viện bên trong, Lục Minh, Ngũ Tử Phong, Nguyệt Linh Lung ngồi ở một tòa trên cái bàn tròn. Nguyệt Linh Lung khoảng thời gian này, một mực Ngũ Gia tu luyện, bọn họ tu vi tiến triển đều rất nhanh, đã song song bước vào thiên thần cảnh. Tử Phong, ngươi hẳn nghe nói qua, Ma Đô Sơn phía sau có Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ chỗ dựa a, ta một mực đang nghĩ một sự kiện, tất nhiên thế lực khác cũng không dám đánh Ma Đô Sơn chủ ý, vậy khẳng định biết rõ Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa là ai, chỉ cần tìm được Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa là ai, chẳng khác nào tìm được Cửu Tuyệt Thần Tinh bị trộm chủ sử sau màn. Lục Minh nói, đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới. Ngũ Tử Phong vỗ tay một cái, con mắt sáng tỏ. Các người Ngũ gia, biết rõ Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa là ai chăng? Lục Minh hỏi. Cái này, chỉ sợ không biết. Ngũ Tử Phong lắc đầu. Không biết. Lục Minh kinh ngạc. Đúng vậy, Ma Đô Sơn đồn đại bọn họ phía sau có chỗ dựa, thế lực khác không dám có ý đồ với bọn họ, thế lực này cũng không phải là chỉ Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thế lực. Ngũ Tử Phong nói. Nói thế nào? Lục Minh hỏi. Ma Đô Sơn ma giả tuyển mặc dù chân quý, nhưng còn không có bị Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thế lực để vào mắt, như chúng ta Ngũ gia, Kim gia, Tần gia. Mặc dù có chút người nghe nói qua Ma Đô Sơn, nhưng căn bản không có đem Ma Đô Sơn để vào mắt, cũng lười phái người đi đối phó Ma Đô Sơn, cũng không phải là sợ bọn họ cái gọi là chỗ dựa. Những cái kia kiêng kỵ Ma Đô Sơn phía sau chỗ dựa thế lực, hẳn là chỉ sợ Thiên Tinh vực đại thế lực. Ngũ Tử Phong giải thích. Thì ra là thế. Lục Minh giật mình. Sở Thiên Tinh vực, tới gần Tần Thiên Tinh vực, nói đến cũng là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ giáp danh, như Ngũ gia, Kim gia những cái này thế lực cường đại, căn bản không quan tâm Ma Đô Sơn. Tự nhiên cũng không có sợ hay không nói chuyện. Những cái kia muốn đánh Ma Đô Sơn chủ ý, lại e ngại Ma Đô Sơn phía sau chỗ dựa, chỉ là Sở Thiên Tinh vực thế lực mà thôi. Giống như là ở Tần Thiên Tinh vực, có một người tiểu thế lực có một loại nào đó bảo vật, sẽ để mắt tới hắn, chỉ là Tần Thiên Thập Tam Tông. Hoặc là băng phách tộc, xích viêm tộc mà thôi, như Ngũ gia, Kim gia bậc này quái vật khổng lồ, há lại sẽ quan tâm một cái thế lực nhỏ bảo vật. Vậy chỉ cần tìm được Sở Thiên Tinh vực thế lực cường đại, biết rõ bọn họ đến cùng e ngại ai, chẳng phải sẽ biết chủ sử sau màn là ai sao? Lục Minh ánh mắt lại sáng lên. Không sai, theo ta được biết, Sở Thiên Tinh vực tổng cộng có hai cái mạnh nhất thế lực, xưng bá Sở Thiên Tinh vực, một cái là Phong Nguyệt Tông, một cái là Cổ Thế Gia Hàn gia. Ngũ Tử Phong nói, tốt, ta đây liền đi một chuyến Sở Thiên Tinh vực. Lục Minh nói, chờ, Lục Huynh, ta tìm một cái quen thuộc Sở Thiên Tinh vực người, bồi ngươi đi một chuyến, dù sao Sở Thiên Tinh vực quá lớn. Ngũ Tử Phong nói, tốt, Lục Minh gật gật đầu, không có khách khí. Có người dẫn đường, dù sao cũng so một mình hắn mù tìm xong. Ngũ Tử Phong xuất ra một khối truyền âm ngọc phù, truyền đến một đạo tin tức. Sau đó bọn họ một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi. Bọn họ cũng không có chờ thật lâu, một cái trung niên đại hán đi tới biệt viện bên trong. Thiếu gia, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đại hán trung niên hướng Ngũ Tử Phong hành lễ. Ngũ Sơn, là như vậy. Ngũ Tử Phong đem sự tình nói một lần, nói, ngươi và Lục Huynh cùng đi Sở Thiên Tinh vực, tìm hiểu một phen. Tốt, thiếu gia. Ngũ Sơn lĩnh mệnh. Sau đó nhìn về phía Lục Minh, nói, Lục công tử, mời. Tốt, việc này không nên chậm trễ, vậy liền xuất phát. Lục Minh gật gật đầu, sau đó cùng Ngũ Tử Phong Nguyệt Linh Lung cáo từ, cùng Ngũ Sơn cùng một chỗ, rời đi Ngũ gia. Lục Minh không có phản hồi tinh không doanh, cùng Ngũ Sơn hai người, rời đi Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, sau đó cưỡi truyền tống trận, hướng về Sở Thiên Tinh vực chạy tới. Trên đường, Lục Minh biết được, Ngũ Sơn có thần vương tam trọng tu vi. Hai người một đường cưỡi truyền tống trận, rốt cuộc đã tới Sở Thiên Tinh vực. Sở Thiên Tinh vực lớn nhất hai cái thế lực, là Phong Nguyệt Tông cùng Hàn gia, hai cái này thế lực, một mực không dám động Ma Đô Sơn, mà là thường xuyên hướng Ma Đô Sơn mua sắm ma giả tuyển, tuyệt đối biết rõ Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa là ai,
nơi này cách Phong Nguyệt Tông tương đối gần, chúng ta đi trước Phong Nguyệt Tông tổng bộ a. Ngũ Sơn đề nghị. Ngũ Sơn, nơi này ngươi tương đối quen thuộc, ngươi dẫn đường chính là. Lục Minh cười nói. Hai người hướng về Phong Nguyệt Tông tổng bộ đi. Nhưng là, khi bọn hắn đuổi tới Phong Nguyệt Tông tổng bộ thời điểm, lại là trợn mắt hốc mồm. Tàn phá, bại hoại, một mảnh hỗn độn. Phong Nguyệt Tông tổng bộ, sơn mạch bính diệt, đại địa vỡ ra, cung điện đổ sụp, một bộ tận thế cảnh tượng. Ở đổ nát thê lương bên trong, bầy khắp thi thể. Rộng rãi đại địa bên trên, cũng là thi thể, mùi máu tươi tràn ngập. Phong Nguyệt Tông, bị diệt môn. Đáng chết, chúng ta tới muộn một bước. Lục Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Hiển nhiên, chủ sử sau màn người, muốn diệt môn, biến mất chứng cứ. Trước bọn họ một bước, đem Phong Nguyệt Tông diệt môn. Đi, tìm xem một chút nhìn có hay không người sống. Lục Minh cố nén nội ý, xông về phía trước. Nhưng là, khắp nơi đều là thi thể, chân chính cho gà không tha, không thấy một người sống. Thật là ác độc thủ đoạn, thực sự là thật là ác độc thủ đoạn. Lục Minh gầm nhẹ. Lục Minh cũng tính gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, nhưng là ác như vậy thủ đoạn, vẫn là hiếm thấy. Một cái Phong Nguyệt Tông, xưng bá sở thiên tinh vực thế lực to lớn, rốt cuộc có bao nhiêu nhân khẩu. Khó có thể tính toán rõ ràng, nhưng là bây giờ đều đã chết, một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt. Xem ra, những người này bị giết hẳn là cũng không lâu lắm, bằng không thì tin tức đã sớm truyền khắp. Ngũ Sơn cau mày nói. Không tốt, chúng ta đi Hàn gia, nhanh. Lục Minh biến sắc. Đối phương diệt đi Phong Nguyệt Tông, chắc chắn sẽ không buông tha Hàn gia. Đi. Ngũ Sơn sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức, hai người vội và hướng về Hàn gia chạy tới. Hàn gia tổng bộ, cũng đang một khỏa thật lớn tinh cầu phía trên, ở tinh cầu này một mảnh thần khí nồng nặc nhất sơn mạch, Hàn gia đại bộ phận đều ở lại đây. Nhưng là, làm Lục Minh cùng Ngũ Sơn hai người chạy đến thời điểm, phát hiện, dãy núi này, đồng dạng sụp đổ, cung điện bị hủy, loạn thạch tầm đó, toàn bộ đều là thi thể, mùi máu tươi xông vào mũi, như là nhân gian địa ngục. Đáng chết! Lục Minh gầm thét, bọn họ lại tới chậm, đối phương thực sự là thật là ác độc thủ đoạn a. Hai người không cam tâm, ở đổ nát thê lương bên trong tìm kiếm, xem có thể hay không phát hiện may mắn còn sống sót người. Đáng tiếc, toàn bộ đều là thi thể, liền hoang thú đều bị giết, không có một cái nào người sống. Lục Minh sắc mặt âm trầm muốn chết, thật vất vả phát hiện manh mối, chẳng lẽ lại gãy sao? Bá, bá. Bỗng nhiên, tiếng xé gió vang lên, một mảnh bức tường đổ bên trong, xông ra mấy cái hắc bảo nhân, đem hai người bao bọc vây quanh. Sát khí lạnh như băng, đem hai người bao phủ. Là bọn hắn. Xem xét trang phục, Lục Minh liền nhận ra, những người này, cùng Tần Thiên Tinh vực ám sát Lục Minh những cái kia tử sĩ rất giống. Những người này, trên người tràn ngập nồng nặc sát khí, như ác ma một dạng. Nơi này người, đều là các ngươi giết. Lục Minh hỏi, thanh âm băng hàn hết sức. Nói nhảm, hắc hắc, xem ra Hàn gia, còn có cá lọt lưới, thế mà trở về tự tìm cái chết. Một cái hắc bào nhân thanh âm băng hàn, đột nhiên, trong tay hắn bắn ra một vệt ánh đao, chém về phía Lục Minh. Những người này, hiển nhiên không biết Lục Minh. Cái này xuất thủ hắc bào nhân, có thần vương nhất trọng tu vi, nhìn Lục Minh dạng này một cái thiên thần lục trọng, cho rằng tiện tay liền có thể chém giết. Giết! Lục Minh quát lạnh, đấm ra một quyền. Trên cổ tay hắn, cầu cầu biến thành thủ trạc phát sáng, một đạo thiểm điện bắn ra. Đụng! Hắc bào nhân đao quang trực tiếp vỡ nát, thiểm điện đánh vào trên người đối phương. Đối phương kêu thảm một tiếng, thân thể biến thành tro bụi. Một chiêu, miểu sát. Còn dư lại hắc bào nhân sững sờ, sau đó gầm thét, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Giết bọn hắn. Còn dư lại năm cái hắc bào nhân giận dữ, cùng nhau động thủ. Những người áo đen này, đều là thần vương cảnh tồn tại, mạnh nhất, đạt đến thần vương tam trọng cảnh, dựa theo lẽ thường mà nói, diệt sát Lục Minh hai người bọn họ, dư xài. Nhưng là, Lục Minh trên người dẫn banh cầu. Giết! Lục Minh hét lớn, lại là đấm ra một quyền, cầu cầu toàn lực bộc phát, trên tay hắn, bắn ra từng đạo thô to thiểm điện. Năm cái hắc bào nhân, toàn bộ bị thiểm điện bao phủ. Đụng, đụng, đụng. Từng tiếng nổ mạnh vang lên, năm cái hắc bào nhân nhao nhao kêu thảm, bay ngược mà quay về, trọng trọng té lăn trên đất, thân thể đã hóa thành than cốc, không có chút nào khí tức. Ngay cả cái kia thần vương tam trọng tồn tại, cũng bị đánh chết. Từ khi cầu cầu ăn Lục Minh từ tinh nguyệt cổ thành bên trong mang ra ngoài mấy món bảo vật, khí tức của nó, càng ngày càng mạnh, tu vi phi tốc tăng lên, hiện tại, đều nhanh tiếp cận thần vương tam trọng. Thực lực,
tự nhiên cũng càng ngày càng lợi hại, tóe ra thiểm điện, đánh giết một dạng thần vương tam trọng, cũng không khó khăn. Cái này, Ngũ Sơn lúc đầu chuẩn bị chém giết một phen, vừa muốn động thủ, lại phát hiện địch nhân đã chết. Lục Minh công tử, quả nhiên danh bất hư truyền a. Ngũ Sơn cảm thán. Ngũ Sơn, những cái này tử sĩ, còn ở nơi này, giải thích Hàn gia mới vừa bị diệt không lâu, chúng ta tìm tiếp, nói không chừng còn có người sống. Lục Minh nói. Lập tức, hai người ở khu vực này tìm kiếm, bất quá hai người cẩn thận rồi rất nhiều, thu liếm khí tức, ẩn tàng thân hình, sợ bị tử sĩ phát hiện. Sở Thiên Tinh vực thực lực tổng hợp, muốn so Tần Thiên Tinh vực mạnh hơn nhiều. Thân làm Sở Thiên Tinh vực hai đại một trong bá chủ Hàn gia, thực lực cũng rất mạnh, so Tần Thiên Tinh vực Xích Viêm tộc, Băng Phách tộc đều mạnh hơn rất nhiều, tuyệt đối có thần vương ngũ trọng trở lên cường giả. Có thể nhanh chóng diệt đi Hàn gia, đối phương xuất động cao thủ, cũng tuyệt đối rất đáng sợ, nếu như đụng phải cao thủ như vậy, Lục Minh bọn họ liền phiền toái. Cẩn thận, có người. Trong đi lại, Lục Minh bỗng nhiên mở miệng, cùng Ngũ Sơn hai người ẩn tàng tốt thân hình. Bá, bá, bá. Từng đạo hắc quang, phóng lên tận trời, thẳng phá mây xanh phía trên, xông vào vũ trụ tinh không bên trong. Là những cái kia tử sĩ, những cái này tử sĩ, đột nhiên rời khỏi nơi này, để Lục Minh cùng Ngũ Sơn, đều hơi nghi hoặc một chút. Hai người trầm ngâm một chút, tiếp tục ở khu vực này tìm tòi, nhưng là không thu hoạch được gì. Một bên kia có người. Một lúc sau, Lục Minh hai người nhìn thấy phía trước có thân ảnh lấp lóe, hai người thu liếm khí tức, cẩn thận tới gần, phát hiện là mấy cái hắc bào nhân. Nơi này đã không có người sống, nhưng là chúng ta vừa rồi nhận được tin tức, Hàn gia còn có nhân viên nồng cốt, ở bên ngoài, ở Xích Viêm lịch tinh tú luyện, đối phương hơn phân nửa biết rõ bí mật của chúng ta, cấp trên để cho chúng ta đuổi tới Xích Viêm tinh diệt cửa. Một cái hắc bào nhân nói, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng y nguyên bị Lục Minh cùng Ngũ Sơn nghe được. Đi, một lần này, Hàn gia nồng cốt, tuyệt đối không thể buông tha. Một cái khác hắc bào nhân đi theo mở miệng, sau đó nhao nhao phóng lên tận trời, bay vào vũ trụ tinh không bên trong. Hàn gia còn có người sống. Lục Minh mắt sáng rực lên. Nghe đối phương ý tứ, Hàn gia người còn sống sót, rất có thể biết rõ tin tức trọng yếu. Lúc trước rời đi những người áo đen kia, hơn phân nửa cũng là chạy tới Xích Viêm tinh. Người Hàn gia sống sót, nhất định không thể chết, chúng ta nhất định phải tìm tới đó trước đối phương, tìm tới người Hàn gia may mắn còn sống sót. Lục Minh kiên định nói. Ta biết Xích Viêm tinh ở nơi nào, đi theo ta. Ngũ Sơn nói. Tốt, đi. Đón lấy, hai người cũng phóng lên tận trời, hóa thành hai đạo hồng quang, xông vào vũ trụ tinh không bên trong. Hai người bay vào vũ trụ, đi tới một cái gần nhất truyền tống trận đài, bước vào truyền tống trận đài, hướng về Xích Viêm tinh chạy tới. Xích Viêm tinh, ở Sở Thiên tinh vực phía nam, chính là hoang vu chi địa. Hoàn cảnh nơi này phi thường phức tạp, thường xuyên có hằng tinh bạo tạc, ảnh hưởng đến hoàn cảnh nơi này phi thường nóng bức, Xích Viêm tinh thượng, càng là tất cả đều là hỏa diễm, hơn nữa ra đời rất nhiều hỏa diễm sinh linh cùng hỏa thuộc tính bảo vật. Sở Thiên tinh vực người, rất ưa thích tới nơi này mạo hiểm tôi luyện. Hàn gia, chính là có nhân vật trọng yếu đến Xích Viêm tinh mạo hiểm tôi luyện, mới tránh thoát một kiếp. Bất quá, truyền tống trận không thể trực tiếp truyền tống đến Xích Viêm tinh, chỉ có thể truyền tống đến khoảng cách Xích Viêm tinh rất xa một khỏa tinh cầu bên trên, còn muốn phi hành dài dằng dặc khoảng cách. Lục Minh cùng Ngũ Sơn bay vào vũ trụ, hướng về Xích Viêm tinh bay đi. Lục Minh, ta đói, ta muốn ăn, ngươi lần trước loại kia bảo vật còn nữa không? Ta muốn ăn. Đột nhiên, cầu cầu thanh âm ở Lục Minh trong đầu vang lên. Hiển nhiên, Lục Minh lần trước cho cầu cầu mấy món bảo vật, đã bị cầu cầu luyện hóa xong. Có, cho ngươi đây. Lục Minh lại lấy ra mấy món từ tinh nguyệt cổ thành lấy được bảo vật, giao cho cầu cầu. Lục Minh ước chừng chiếm được mười mấy món bảo vật, những bảo vật này linh tính tổn thất rất lớn, nhưng là vật liệu y nguyên rất chân quý, Lục Minh dự định đều cho cầu cầu ăn. Cầu cầu hóa thành một cái kim loại viên cầu, mở ra miệng lớn, đem mấy món bảo vật đều nhét vào trong miệng, lạch cạch bắt đầu nhai nuốt, nhìn Ngũ Sơn trợn mắt hốc mồm. Lục Minh, ta cảm giác ta sắp tiến hóa. Cầu cầu nói. Thật, vậy ngươi hảo hảo tu luyện. Lục Minh đại hỉ, sau đó cầu cầu hóa thành thủ trạc, một lần nữa đeo tại Lục Minh trên cổ tay. Hai người tiếp tục phi hành, lấy bọn hắn tu vi, cũng đầy đủ phi hành nửa tháng, mới gần sát Xích Viêm tinh. Phía trước hư không bên trong, một cái đỏ tinh cầu màu đỏ, chậm rãi xoay tròn, to lớn vô cùng. Hai người hướng về Xích Viêm tinh phóng đi, từ từ hạ xuống.
Người Hàn gia sống sót, ở chỗ nào? Lục Minh nhíu mày. Xích Viêm Tinh Thượng, khắp nơi đều là cao vút trong mây tầng sơn phong, những cái này ngọn núi phía trên, mọc ra rất nhiều màu đỏ thẫm thực vật, trong đó, không ngừng có hoang thú hống khiếu truyền đến. Liếc nhìn lại, vô biên vô hạn. Muốn tại như vậy mênh mông vô biên tinh cầu bên trên tìm người, thật sự là khó càng thêm khó. Nhưng là, khó tìm, cũng phải tìm a. Hai người ở trên không phi hành, bắt đầu tìm kiếm. Nhưng là, một mực tìm 10 ngày, đều không thu hoạch được gì. Lục Minh có chút lo lắng. Chúng ta khó tìm, những cái kia tử sĩ, cũng sẽ không dễ tìm, đây là chuyện tốt. Ngũ Sơn khuyên nhủ. Lục Minh gật gật đầu, hai người tiếp tục tìm kiếm. Trong nháy mắt, lại là mấy ngày trôi qua. Ông! Bỗng nhiên, Lục Minh trên cổ tay tràn ngập ra một cổ khí tức cường đại. Cổ này khí tức, là cầu cầu truyền tới. Cầu cầu từ Lục Minh trên cổ tay bay ra ngoài, hóa thành một cái viên cầu, lơ lửng giữa không trung, tán phát khí tức, càng ngày càng mạnh. Muốn đột phá, cầu cầu, lại vào lúc này muốn tiến hóa đột phá. Lục Minh cười khổ. Sớm không đột phá, muộn không đột phá, hết lần này tới lần khác lúc này đột phá, nhưng Lục Minh hiện tại chỉ có thể dừng lại chờ đợi cầu cầu đột phá hoàn thành đang tiếp tục. Cũng không thể đưa bóng cầu một người ném ở trong này mặc kệ a. Ngũ Sơn cũng kinh ngạc nhìn xem bóng cầu, nói, Lục Minh, nếu không ngươi ở nơi này các loại, ta ở phụ cận trước tìm xem. Vậy làm phiền ngươi. Lục Minh bất đắc dĩ nói, hiện tại, chỉ có thể trước như thế. Ngũ Sơn gật gật đầu, hóa thành một đạo hồng quang rời khỏi nơi này, mà Lục Minh, là ở chỗ này chờ đợi lên. Còn tốt, một lần này không để cho Lục Minh chờ quá lâu, mấy ngày sau, cầu cầu trên người, liền bộc phát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Trong thiên địa thần khí, điên cuồng hướng về cầu cầu hội tụ đi. Cầu cầu, muốn bắt đầu đột phá. Lập tức, Lục Minh xuất ra số lớn thượng phẩm thần tinh, đem những cái này thần tinh đánh nát, hóa thành nồng đậm vô cùng thần khí, tuôn hướng cầu cầu, bị cầu cầu hấp thu. Oanh! Bỗng nhiên, cầu cầu khí tức trên thân, tăng vọt, phá vỡ một cái bình cảnh, bước vào một cái khác cảnh giới. Thần vương tam trọng. Cầu cầu từ thần vương nhị trọng, bước vào thần vương tam trọng. Hô hô hô, y nguyên có liên tục không ngừng thần khí, hướng về cầu cầu hội tụ đi, củng cố cầu cầu tu vi. Đây là, Lục Minh xuất ra truyền âm ngọc phù, cho Ngũ Sơn truyền âm, để Ngũ Sơn trở về tụ hợp. Tầm nửa ngày sau, cầu cầu khí tức bình ổn xuống tới. Lục Minh, ta đột phá, ha ha, ngươi loại kia bảo vật, hiệu quả quá tốt rồi. Cầu cầu nhếch miệng cười không ngừng. Lục Minh cũng là kinh ngạc. Xem ra, hắn từ tinh nguyệt cổ thành mang về những bảo vật kia, quả nhiên không thể coi thường, mặc dù linh tính hao tổn rất nghiêm trọng, nhưng y nguyên để cầu cầu trong thời gian ngắn như vậy, lại phá nhất trọng. Phải biết, cái này là thần vương cảnh, đột phá lên, cũng không có dễ dàng như vậy. Cầu cầu phá thần vương tam trọng, thực lực không thể nghi ngờ mạnh hơn. Lợi hại a! Lục Minh khoa trương một câu, sau đó để cầu cầu hóa thành thủ trạc, mang theo Lục Minh trên cổ tay. Bá! Chỉ chốc lát sau, một đạo hồng quang cấp tốc mà đến, là Ngũ Sơn. Ngũ Sơn, có thể có cái gì manh mối? Lục Minh hỏi. Có đầu mối, ta vừa mới nhìn thấy mấy cái áo đen tử sĩ, hướng về một cái phương hướng bay đi, ta suy đoán, bọn họ khả năng phát hiện Hàn gia người may mắn còn sống sót tung tích. Ngũ Sơn nói. Cái gì, đi, chúng ta tranh thủ thời gian theo tới. Lục Minh biến sắc. Nếu là bị đối phương trước tìm đến Hàn gia người sống sót, đem Hàn gia người sống sót đánh chết, dây kia tác, thật lại gãy. Ngũ Sơn phía trước dẫn đường, hai người cấp tốc hướng về một cái phương hướng bay đi. Một mảnh hỏa diễm sơn cốc, một cái cô gái trẻ tuổi, đang cùng một mực hỏa diễm hùng sư giao chiến. Cái kia hỏa diễm hùng sư, to lớn vô cùng, thân cao mấy chục mét, khí thế cường đại, khoảng chừng thiên thần bát trọng tu vi. Mà kia tuổi trẻ nữ tử, chỉ là thiên thần lục trọng tu vi, nhưng là cùng cái này hùng sư, đại chiến khó phân thắng bại. Có thể thấy, nữ tử này, cũng là một cái tuyệt thế thiên kiêu, trên thực tế, nữ tử này, chính là Hàn gia gia chủ tam nữ nhi Hàn Anh, từ bé thiên phú tuyệt luân, khống chế thần phẩm thần lực, là Hàn gia thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên kiêu số 1. Ở cách đó không xa, còn có hai cái lão giả, hai cái này lão giả, đều là thần vương cảnh tồn tại, một lần này bồi Hàn Anh đến Xích Viêm Lịch Tinh tú luyện. Hiển nhiên, bọn họ còn không biết Hàn gia đã bị diệt môn. Tiểu thư tu vi càng ngày càng mạnh, tin tưởng không bao lâu liền có thể phá nhập thiên thần thất trọng. Một lão già vuốt râu cười nói. Không sai, chờ thêm một chút năm, tiểu thư tu vi lại cao hơn chút,
liền có thể đưa vào Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ tu luyện. Nếu là có may mắn gia nhập Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ tinh không doanh, vậy thì thật là thẳng tới mây xanh, về sau ta Hàn gia vượt trên Phong Nguyệt Tông một đầu, chân chính xương bá Sở Thiên Tinh vực, cũng không phải là không được. Một cái khác lão già cũng đầy mặt mỉm cười, nhìn xem Hàn Anh ánh mắt, tràn đầy yêu chiều. Giống. Hỏa Diễm Hùng Sư gầm thét, cùng Hàn Anh đại chiến, càng ngày càng kịch liệt. Hàn Anh khẽ kêu, trong tay một thanh trường kiếm, bắn ra từng đạo kiếm quang, thế công càng ngày càng sắc bén, từ từ chiếm cứ thượng phong. Lại qua mấy chục chiêu, Hàn Anh nắm lấy cơ hội, một kiếm đánh trúng Hỏa Diễm Hùng Sư chỗ yếu, đánh chết. Tốt. Hàn Anh đánh giết Hỏa Diễm Hùng Sư về sau, hai cái lão giả vỗ tay mà cười. Tam tiểu thư, ngươi khoảng cách thiên thần thất trọng, chỉ có cách xa một bước, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá, chờ ngươi đột phá sau, chúng ta liền trở về, tin tưởng gia chủ sẽ giật nảy cả mình. Một lão già cười nói. Được, ta sẽ tranh thủ trong 3 tháng đột phá. Hàn Anh gật gật đầu, ánh mắt kiên định. Bá, bá, bá. Đúng lúc này, nơi xa có từng đạo hắc quang kích xạ mà đến, mấy hơi thở sau, trên bầu trời, xuất hiện hơn 10 hắc bảo nhân, đem Hàn Anh 3 người, bao bọc vây quanh, trên người, tràn ngập ra băng lãnh khí tức. Hàn Anh, còn có 2 cái lão giả trong lòng cả kinh, theo bản năng, 2 cái lão giả đem Hàn Anh bảo hộ ở giữa. Các ngươi là ai? Một lão già hỏi. Ngươi chính là Hàn Anh, Hàn gia tam tiểu thư. Một cái hắc bào nhân nhìn về phía Hàn Anh, hỏi. Không sai, ta là Hàn Anh. Hàn Anh nói. Hắc hắc hắc, rất tốt, rốt cuộc tìm được ngươi. Một cái hắc bào nhân cười lạnh, thanh âm băng hàn. Các ngươi tìm ta, cần làm chuyện gì? Hàn Anh hỏi. Tìm ngươi, tự nhiên là giết ngươi. Người áo đen kia cười lạnh. Lời ấy, để Hàn Anh, Hàn gia 2 cái lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Các ngươi là ai? Ngươi có thể hiểu rõ, chúng ta là người của Hàn gia, ngươi nếu dám đụng đến chúng ta, Hàn gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hàn Anh khẽ kêu. Hàn gia, là Sở Thiên Tinh vực một trong bá chủ, thực lực cường đại, ở Sở Thiên Tinh vực, có rất ít người dám không cho Hàn gia mặt mũi, lại càng không thể nói giết người của Hàn gia. Hắc hắc hắc, Hàn gia sẽ không bỏ qua chúng ta. Mấy cái hắc bào nhân cười to, tràn đầy trào phúng. Tựa hồ muốn thấy được Hàn Anh đám người tuyệt vọng, hắc bào nhân cũng không có lập tức động thủ. Một cái hắc bào nhân cười lạnh nói, các ngươi đại khái còn không biết à, các ngươi Hàn gia, đã bị diệt, từ trên xuống dưới nhà họ Hàn, chó gà không tha, Hàn gia hạch tâm người, chỉ còn lại mấy người các ngươi, hắc hắc hắc. Lời ấy, để Hàn Anh, còn có 2 cái lão giả thân thể chấn động mãnh liệt, sắc mặt lộ ra khó mà tin được. Không có khả năng, các ngươi nói bậy. Các ngươi muốn dùng loại phương pháp này dọa sợ chúng ta, đừng mơ tưởng, chúng ta sẽ không mắc lừa. Hàn Anh kêu to, khó có thể tiếp nhận. Không tin, hắc hắc, vậy liền để ngươi triệt để hết hy vọng, nhìn xem đây là cái gì. Một cái hắc bào nhân xuất ra một khối tức ảnh thạch phát sáng, không trung lập tức hiện ra một bộ hình chiếu. Hình chiếu bên trên, chính là Hàn gia bị diệt môn tràng cảnh, nguyên một đám người của Hàn gia, bị đánh giết, vẫn lạc tại chỗ. Không, không, không. Hàn Anh thân thể, run rẩy lên, sắc mặt trắng bạch, không có chút nào huyết sắc. Hàn gia 2 cái lão giả, cũng kém không nhiều. Hắc hắc hắc, có phải hay không cảm giác rất tuyệt vọng, rất bất lực. Hắc hắc, hơn 10 hắc bào nhân, cười lạnh không thôi, bọn họ nhìn thấy Hàn Anh đám người tuyệt vọng, bọn họ đã cảm thấy phi thường thoải mái. Bọn họ rõ ràng có thể lập tức động thủ đánh giết Hàn Anh đám người, nhưng hết lần này tới lần khác không làm như vậy. Bọn họ liền là muốn thấy được Hàn Anh đám người tuyệt vọng. Những cái này tử sĩ, từ bé bị tàn khốc huấn luyện, sinh tử khống chế ở trong tay người khác, đều có chút biến thái. Các ngươi tại sao phải làm như vậy, tại sao phải diệt ta Hàn gia? Một cái Hàn gia lão giả gầm thét. Bởi vì, các ngươi Hàn gia đã biết không nên biết sự tình. Một cái hắc bào nhân cười lạnh. Ta và các ngươi liều. Lúc này, Hàn Anh hét lên một tiếng, liền muốn hướng về đối phương đánh giết đi. Nhưng là một cái Hàn gia lão giả vung tay lên, lấy thần lực khốn trụ Hàn Anh. Tiểu thư, Hàn gia đã bị diệt, ngươi không thể chết, nhất định phải chạy đi. Hàn gia một lão già kêu lên. Không sai, ngươi là Hàn gia huyết mạch duy nhất, nhất định không thể chết, chúng ta coi như liều mạng, cũng phải cứu ngươi ra ngoài, ngươi không thể chết à. Một cái khác lão già cũng gầm lớn. Còn muốn mạng sống, thực sự là hồn nhiên, tốt rồi, hiện tại đưa các ngươi lên đường. Một cái hắc bào nhân thanh âm trở nên lạnh, sát cơ lạnh lẽo. Xông. Lúc này, 2 cái Hàn gia lão giả mang theo Hàn Anh, đột nhiên phát động tấn công mạnh.
Hai cái Hàn gia lão giả, tu vi đều không yếu, hai người cũng là thần vương tam trọng cường giả, vừa ra tay, chính là lôi đình nhất kích. Đụng, đụng. Có một cái hắc bào nhân, một cái sơ sẩy, bị Hàn gia hai cái lão giả đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè. Tự tìm cái chết. Còn dư lại hắc bào nhân quát lạnh, mấy đạo đáng sợ đao quang, hướng về Hàn Anh cùng Hàn gia hai cái lão giả đánh tới, nhanh chóng như điện. Những người áo đen này bên trong, có hai cái thần vương tứ trọng tồn tại, căn bản không phải Hàn gia hai cái lão giả có thể địch. Hắc bào nhân vừa ra tay, Hàn gia lão giả liền biết, bọn họ tuyệt đối ngăn không được. Các ngươi đi mau, để ta ở lại cản bọn hắn. Trong đó một cái Hàn gia lão giả hét lớn một tiếng, đột nhiên quay người, hướng về hắc bào nhân đánh tới, trên người tản mát ra ánh sáng chói mắt. Đây là muốn tự bảo tinh hạch, đồng quy vu tận. Lộ ra ra. Hàn Anh kêu khóc. Đi mau. Lão giả kia hét lớn một tiếng, sau đó thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, thần vương tam trọng tự bảo, uy lực phi thường kinh người. Bất quá, ở hắn tự bảo thời điểm, hơn 10 hắc bào nhân, đã có chuẩn bị. Bọn họ đồng thời lui lại, nhanh chóng như điện, tránh khỏi Hàn gia lão giả tự bảo sinh ra lực lượng hủy diệt, có ít người chỉ là nhận một điểm vết thương nhẹ. Còn dư lại cái kia Hàn gia lão giả, mang theo Hàn Anh, hướng về phía trước bay thật nhanh. Truy, hơn 10 hắc bào nhân quát lạnh, hóa thành từng đạo hắc quang, hướng về Hàn Anh hai người đuổi theo. Hàn gia lão giả tu vi là thần vương tam trọng, hơn nữa mang theo một cái Hàn Anh, căn bản chạy không nhanh, bị hắc bào nhân nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Hàn gia, liền Hàn gia một đầu cuối cùng huyết mạch cũng không còn lại sao? Hàn gia lão giả bi phẫn hết sức. Hắn không sợ chết, chính là sợ không gánh nổi Hàn Anh. Có người. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, bởi vì nhìn đến phía trước, có hai đạo bóng người, cấp tốc mà đến. Chỉ là thần vương tam trọng, còn có một cái thiên thần cảnh, đáng tiếc. Lập tức, Hàn gia lão giả sắc mặt, ảm đạm xuống. Hắn thấy, tự nhiên là Lục Minh cùng Ngũ Sơn, hắn còn tưởng rằng, Lục Minh là cùng Hàn Anh một dạng, cũng là đi ra lịch luyện đây. Chỉ có thần vương tam trọng, căn bản không giúp được bọn hắn. Hai vị, các ngươi đi mau, nơi này nguy hiểm. Hàn gia lão giả hét lớn một tiếng, nhắc nhở Lục Minh bọn họ. Nhưng là, Lục Minh bọn họ liền là xông Hàn Anh đến, sao lại rời đi? Bọn họ tiếp tục cấp tốc phóng tới Hàn Anh cùng Hàn gia lão giả. Giết! Lúc này, hai cái mạnh nhất hắc bào nhân, đã nhanh muốn đuổi kịp Hàn Anh ba người, một đao chém tới, một đạo đáng sợ đao quang, hướng về Hàn Anh chém tới, tốc độ kinh người. Cẩn thận! Lục Minh lớn tiếng nhắc nhở, hắn và Hàn Anh ba người còn có một chút khoảng cách, muốn xuất thủ tương trợ, đã không kịp. Thời khắc mấu chốt, Hàn gia lão giả đột nhiên đem Hàn Anh đẩy đi ra, hắn trở lại tổ một mình chống đối. Hàn gia lão giả ra sức chém ra một đạo kiếm quang, nhưng là thần vương tam trọng, so thần vương tứ trọng cách biệt quá xa, đao quang chém xuống, kiếm quang vỡ nát, Hàn gia lão giả kiệt lực né tránh, y nguyên có một cánh tay bị chém xuống. Hàn gia lão giả nhanh chóng thối lui, ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bạch. Hàn gia lão giả một chiêu bị trọng thương, sắc mặt trắng bạch. Nhưng là bởi vì hắn như vậy ngăn cản một lần, Lục Minh cùng Ngũ Sơn, rốt cuộc đuổi tới. Lục Minh lấy thần lực tiếp được Hàn gia lão giả, thần lực tràn vào đến đối phương thể nội, giúp đối phương ổn định thương thế, nói tiền bối, ngươi không sao chứ? Các ngươi sao không đi? Hàn gia lão giả nói một câu, thở dài một tiếng. Hắc hắc hắc, đi, các ngươi cũng đi không nổi. Giờ phút này, hắc bào nhân đã chạy tới, hơn 10 hắc bào nhân, đem Lục Minh đám người, bao bọc vây quanh. Lúc đầu các ngươi không có chuyện gì, lại vẫn cứ muốn đến chịu chết, vậy tất cả các ngươi cùng một chỗ giết. Một cái hắc bào nhân lạnh lùng quét Lục Minh cùng Ngũ Sơn một cái. Nhưng là Lục Minh lại không thèm để ý hắc bào nhân, mà là nhìn về phía Hàn Anh cùng Hàn gia lão giả, hỏi, hai vị, các ngươi là người của Hàn gia. Hàn Anh cùng Hàn gia lão giả hơi sững sờ. Không sai, chúng ta thực sự là người của Hàn gia, các ngươi là. Hàn gia lão giả nói. Chúng ta là tới cứu các ngươi, Hàn gia đã bị diệt, nhưng các ngươi không thể chết. Lục Minh nói. Cứu chúng ta, đáng tiếc, đối phương quá mạnh. Hàn gia lão giả cảm thán. Còn muốn cứu người, đồng loạt ra tay, giết bọn hắn, tốc chiến tốc thắng. Một cái thần vương tứ trọng hắc bào nhân quát lạnh, sau đó chém ra một đao, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh vừa rồi lại dám không nhìn hắn, hắn trước hết giết Lục Minh. Cẩn thận! Hàn gia lão giả hét lớn, mặc dù biết rõ hôm nay hẳn phải chết, nhưng y nguyên vô cùng nóng nảy.
Để cho ta tới. Lục Minh nhàn nhạt nói một câu, sau đó bước ra một bước, thân hình xuất hiện ở Hàn gia lão giả trước người, một quyền hướng về Hắc Bảo Nhân đao quang đánh tới. Ở Lục Minh đấm ra một quyền thời điểm, cầu cầu tự động nhúc nhích lên, đem Lục Minh nắm đấm khỏa cực kỳ chặt chẽ. Làm. Lục Minh nắm đấm, cùng đối phương chiến đao đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Đối phương chiến đao, không ngừng chấn động, mà Hắc Bảo Nhân thân thể cũng lớn chấn động, bay về phía sau lui. Cái gì? Những người khác đều thất kinh, Lục Minh lại có thể đánh lui Hắc Bảo Nhân, người áo đen kia thế nhưng là thần vương ngũ trọng tồn tại a. Hàn gia cái kia ánh mắt sáng lên, có lẽ, bọn họ được cứu rồi. Đáng chết, cùng một chỗ trước giết tiểu tử này. Người áo đen kia trong lòng cũng là đại chấn, sau đó giống to, trên người bắn ra càng thêm khí tức kinh người, dùng ra toàn lực, hướng về Lục Minh đánh tới. Một chiêu kia mới vừa rồi, hắn cũng không dùng ra toàn lực. Giết! Giết! Những Hắc Bào nhân khác, cũng nhao nhao hướng về Lục Minh đánh tới. Hơn 10 Hắc Bào nhân liên thủ, uy năng kinh người hết sức. Vừa vặn, giải quyết chung. Lục Minh ánh mắt phát lạnh, lại một lần nữa đấm ra một quyền. Chi chi kít kít. Lần này, hắn trên nắm tay, bắn ra từng đạo thiểm điện, hơn 10 đạo to lớn vô cùng thiểm điện, lấy Lục Minh nắm đấm làm hạch tâm, xung kích ra, phóng tới hơn 10 Hắc Bảo Nhân. Những người áo đen kia công kích, bị thiểm điện đánh trúng, trực tiếp hỏng mất, sau đó thân thể co giật hướng về phía sau bay ngược mà ra. Hơn 10 Hắc Bảo Nhân, trừ bỏ hai cái thần vương tứ trọng, những Hắc Bảo Nhân khác toàn bộ té lăn trên đất, toàn thân cháy đen, đã không có chút nào khí tức. Những cái này Hắc Bảo Nhân, trực tiếp bị miểu sát. Chỉ có hai cái thần vương tứ trọng Hắc Bảo Nhân, còn chưa chết, nhưng cũng là người bị thương nặng, toàn thân cháy đen, không ngừng khói đen bốc lên, khí tức uể oải đến cực điểm. Cầu cầu, mới vừa đột phá thần vương tam trọng, đã có đánh giết thần vương tứ trọng thực lực, nhưng là vừa rồi một kích kia, lực lượng quá mức phân tán, mới để cho hai cái thần vương tứ trọng Hắc Bảo Nhân sống tiếp được. Thấy một màn như vậy, Hàn Anh, Hàn gia lão giả kia, chố mắt đứng nhìn, quả thực cho rằng mình đang nằm mơ. Lục Minh một chiêu, hơn 10 Hắc Bảo Nhân, gần như toàn diệt. Trốn, trốn. Còn dư lại hai cái Hắc Bảo Nhân, phân biệt phóng tới hai cái phương hướng, điên cuồng chạy trốn. Cầu cầu, giết. Lục Minh vung tay lên, cầu cầu bay ra ngoài, đánh tới trong đó một cái Hắc Bảo Nhân. Người áo đen kia, trọng thương ngã gục, tốc độ đại giảm, mấy cái liền bị cầu cầu đuổi kịp, cầu cầu thân thể, duỗi ra một thanh chiến đao, một đao chém xuống. Người áo đen kia liều mạng chống đối, nhưng cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải cầu cầu đối thủ, lại càng không cần phải nói hiện tại trọng thương ngã gục. Cầu cầu một đao chém xuống, liền sẽ người này chém thành hai nửa, đánh giết tại chỗ. Đón lấy, cầu cầu thân thể tích lưu lưu nhất chuyển, lại hướng về một cái khác Hắc Bảo Nhân đánh tới. Mắt thấy, cầu cầu cùng người áo đen kia khoảng cách, càng ngày càng gần. Người áo đen kia, biết mình không trốn thoát, hét lớn một tiếng, người giết chúng ta. Chính các ngươi cũng phải chết, huyết thiệt dẫn. Người áo đen kia đột nhiên dừng thân hình, quay người gào thét một tiếng, hắn thân thể, vung phát ra quỷ dị hồng quang, đón lấy, hắn hé miệng, thế mà từ trong miệng hắn phi ra một đầu toàn thân đỏ như máu tiểu xà. Đầu này tiểu xà, cũng không phải là hư thể, mà là chân chính thực thể, là một đầu thật rắn. Đụng! Đầu này tiểu xà vừa bay ra, liền nổ bể ra đến, sau đó hóa thành một đạo huyết quang, hướng về Lục Minh vọt tới. Cái này huyết tốc độ ánh sáng, thế mà nhanh đến kinh người cấp độ, Lục Minh muốn né tránh, đã chậm, huyết quang trực tiếp vọt vào Lục Minh thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh cẩn thận cảm ứng, phát hiện mình một chút việc đều không có, vận chuyển thần lực, cũng không có phát hiện đạo kia huyết quang tồn tại. Mà lúc này, cầu cầu đã đuổi kịp người áo đen kia, một đao chém xuống, đem người áo đen kia chém giết. Đi, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Cầu cầu đánh chết Hắc Bảo Nhân về sau. Bay trở về Lục Minh trên cổ tay, một lần nữa hóa thành một cái thủ trạc, Lục Minh đi tới Hàn Anh mấy người bên cạnh nói. Các ngươi là ai, tại sao phải cứu chúng ta? Hàn gia lão giả hỏi. Chờ một chút lại nói, hiện tại mau chóng rời đi, mới vừa Hắc Bảo Nhân, chỉ là trong đó một đợt, đi tới trên tinh cầu này Hắc Bảo Nhân, có thể không chỉ chừng này, nếu như đụng phải người mạnh hơn, chúng ta đều phải chết. Lục Minh nói. Hàn Anh, Hàn gia lão giả gật gật đầu. Mấy người phóng lên tận trời, hướng về không trung phóng đi. Không lâu, bọn họ bay ra tầng khí quyển, phóng tới vũ trụ tinh không. Chúng ta đi trước gần nhất truyền tống trận. Hàn Anh nói. Không được, những người áo đen này tất nhiên ở mảnh này khu vực tìm kiếm các ngươi,
Vậy khẳng định đã sớm bố trí xong, phù cận truyền tống trận, khẳng định có cường giả trấn thủ, chúng ta tiến đến, chính là tự chui đầu vào lưới. Lục Minh nói. Vậy, làm sao bây giờ? Hàn Anh sắc mặt trắng bệch. Phi hành, chỉ có phi ra đủ xa, sau đó thông qua truyền tống trận, rời đi nơi này. Lục Minh nói. Đón lấy, Lục Minh một đoàn người, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, toàn lực phi hành. Ở Lục Minh bọn họ rời đi không lâu, vừa rồi đánh giết những người áo đen kia địa phương, thân hình chớp động, có xuất hiện hơn 10 hắc bào nhân. Nhìn xem hơn 10 hắc bào nhân thi thể, những người áo đen này trên người tản mát ra kinh người sát cơ. Mục tiêu trốn được, hơn phân nửa là được người cứu đi. Một cái hắc bào nhân nói. Vậy làm sao bây giờ? Có người hỏi. Dĩ Lục khống chế huyết thiệt dẫn chi thuật, hắn nếu là đến kịp thi triển huyết thiệt dẫn chi thuật, đối phương liền chạy không xong. Một cái hắc bào nhân nói, sau đó người này duỗi cánh tay ra, chỉ thấy trên cánh tay hắn, lập tức bò đầy từng đầu huyết hồng sắc sợi tơ, chiếu lấp lánh, vô cùng quỷ dị. Dĩ Lục quả nhiên thi triển huyết thiệt dẫn chi thuật, tìm được, đối phương đã trốn ra tinh cầu này. Người áo đen kia nói, thông chi những người khác, sau đó, truy. Trong đó một cái tu vi mạnh nhất hắc bào nhân ra lệnh, tiếp lấy bọn họ phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo hắc quang, chạy ra khỏi vũ trụ tinh không bên trong, hướng về Lục Minh bọn họ vừa rồi chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lục Minh, Hàn Anh mấy người, toàn lực phi hành, tốc độ cực nhanh, lướt qua nguyên một đám tinh cầu. Bọn họ bay thẳng đến được nửa tháng nhiều tháng, một bên phi hành, một bên nuốt thần đan khôi phục thần lực. Mà Lục Minh, có lượng tự quyết, thần lực cuồn cuộn không dứt. Đến không cần thần đan đến khôi phục thần lực, nhưng là hắn vì để tránh cho những người khác hoài nghi, cũng làm bộ nuốt thần đan, khôi phục thần lực. Lâu như vậy rồi, chúng ta hẳn là hất ra đối phương a. Hàn Anh nói. Tốt, chúng ta đến phía trước cái kia tinh cầu, nghỉ ngơi một chút lại nói. Lục Minh nói. Phía trước, có một cái tinh cầu, cũng không sinh linh tồn tại, mấy người hạ xuống, sau đó nhao nhao ăn vào thần đan, ngồi xuống điều tức, không lâu sau đó. Đám người trên cơ bản đều khôi phục 7-8 phần, trạng thái đã khá nhiều. Hai vị, các ngươi là ai? Tại sao phải cứu chúng ta? Bây giờ có thể nói rồi a hát. Hàn Anh nhìn về phía Lục Minh hai người, hỏi. Qua khoảng thời gian này điều chỉnh, Hàn Anh tâm tình, đã khá nhiều, từ Hàn gia bị diệt trong bi thống, đi ra. Chúng ta đến từ Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ. Lục Minh nói. Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ. Hàn Anh, Hàn gia lão giả kinh ngạc. Không sai, Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ một món bảo vật bị trộm, Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ có nội ứng, chúng ta là vì trong điều tra đáp ứng sự tình mà đến. Đón lấy, Lục Minh đem Cửu Tuyệt Thần Tinh bị trộm một án kiện, còn có Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa một chuyện, nói đơn giản một lần. Thì ra là thế, thì ra là thế, nguyên lai ta Hàn gia là bị diệt khẩu. Hàn Anh buồn bã cười thảm. Lục Minh thở dài, chuyện này, hắn cũng không biết làm sao khuyên đối phương. Các ngươi tới. Là muốn biết rõ Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa là ai à? Hàn Anh hít sâu mấy hơi, ánh mắt lộ ra hào quang cửu hận. Ngươi biết? Lục Minh ánh mắt sáng lên. Ta đích xác biết rõ, cha ta đã từng nói cho ta biết. Ma Đô Sơn, sản xuất ma giả tuyền, có thể tẩm bổ linh hồn, giá trị liên thành, ta Hàn gia, còn có Phong Nguyệt Tông, đều từng ngấp nghé qua, nhưng về sau, lại gặp đến người khác cảnh cáo người, chính là Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa. Hàn Anh nói, là ai? Lục Minh liền vội hỏi. Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ Tư Không Gia. Hàn Anh cắn răng nói, vẻ cừu hận càng đậm. Lại là Tư Không Gia. Ngũ Sơn kinh hô một tiếng. Tư Không Gia, cái nào Tư Không Gia? Lục Minh hỏi. Hắn đối với Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ một chút đại thế gia, không là rất biết. Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ cường đại thế gia bên trong, chỉ có một cái Tư Không Gia. Ngũ Sơn nói. Trong mắt y nguyên mang theo vẻ kinh nghi, nói cái này Tư Không Gia, thực lực phi thường cường đại, so Kim Gia, hoặc là Tần Gia đều mạnh hơn, nhưng là một mực bảo trì trung lập, rất ít cùng những thế gia khác phát sinh mâu thuẫn. Mấu chốt nhất là, Tư Không Gia trước mắt gia chủ muội muội chính là Cửu Tuyệt Thiên Vương Vương Phi. Cái gì, Cửu Tuyệt Thiên Vương Vương Phi? Một lần này, liền Lục Minh đều thất kinh. Tư Không Gia gia chủ muội muội là Cửu Tuyệt Thiên Vương Vương Phi, này bằng với là người một nhà, Tư Không Gia. Thế mà phía sau màn sai sử người khác đánh cắp Cửu Tuyệt Thiên Vương trọng bảo, Cửu Tuyệt Thần Tinh, cái này đến cùng muốn làm gì? Người sau lưng Ma Đô Sơn, thật là Tư Không Gia. Lục Minh nói nhỏ, phi thường nghi hoặc. Khẳng định không sai, đây là ba ta ba cửa nói cho ta biết, Sở Thiên Tinh Vực,
không chỉ có ta Hàn gia biết rõ, Phong Nguyệt Tông cũng biết, chính là biết rõ đối phương sau lưng chỗ dựa, ta Hàn gia mới không dám động Ma Đô Sơn, đúng rồi, Phong Nguyệt Tông, thế nào? Hàn Anh nói, Phong Nguyệt Tông cũng bị diệt, không có người sống. Lục Minh nói, quả nhiên, thật là ác độc thủ đoạn, thật là ác độc thủ đoạn a, thù này, ta nhất định phải báo. Hàn Anh song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Không tốt, đi mau, đối phương đuổi tới. Bỗng nhiên, Ngũ Sơn kinh hô một tiếng. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ tinh không, quả nhiên thấy trong tinh không, có mấy đạo hắc sắc quang mang, cấp tốc hướng về bên này bay tới. Đi! Lục Minh hét lớn, đám người không dám có chút dừng lại, hướng về một phương hướng khác phóng đi. Một trận đại đào vong, bắt đầu. Trong nháy mắt, chính là đi qua 3 tháng. Một ngày này, một khối thiên thạch phía trên, đột nhiên nhiều hơn mấy bóng người, chính là Lục Minh đám người. Bất quá, Lục Minh bọn họ vốn là 4 người, hiện tại, chỉ còn lại có 3 cái. Lục Minh, Ngũ Sơn, còn có Hàn Anh. 3 người bọn họ trên người, đều mang lấy vết thương, khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là qua chém giết thảm thiết. 3 tháng này đào vong, có thể nói là hiểm lại càng hiểm. Có một lần, bọn họ bị một đám hắc bào nhân đuổi kịp, song phương triển khai đại chiến. Trận chiến kia, bọn họ đều bị thương, cái kia Hàn gia lão giả, cũng chết ở trong trận chiến ấy, cuối cùng, cầu cầu liều mạng thụ thương, bọn họ mới nguy hiểm càng nguy hiểm hơn trốn tới. Khoảng thời gian này, mặc kệ chúng ta làm sao trốn, đối phương đều có thể đuổi kịp, chuyện gì xảy ra? Lục Minh chau mày. Đối phương khẳng định có một loại nào đó phương pháp truy tung chúng ta, Lục Minh, ngươi còn nhớ rõ trước đó một cái hắc bảo nhân, thi triển loại kia huyết xà chi thuật, một đạo hồng quang rơi ở trên thân thể ngươi sao? Ngũ Sơn nói, nguyên lai là đạo kia hồng quang. Lục Minh giật mình, người áo đen kia, sắp chết đánh ra một đạo hồng quang, rơi vào Lục Minh trên người, Lục Minh thân thể, cũng không dị dạng, cẩn thận cảm ứng, cũng tìm không đến bất luận cái gì dị thường. Đó hơn phân nửa là một loại ấn ký, rơi vào Lục Minh trên người, đối phương có thể thông qua loại này ấn ký, tìm tới bọn họ. Khó trách một mực trốn, một mực biến hóa phương vị, đều thoát không nổi đối phương. Kế sách hiện nay, chỉ có thể tìm cốt ma hỗ trợ. Lục Minh nói nhỏ một câu, sau đó trong tay xuất hiện một căn đen nhánh xương cốt. Căn này xương cốt, là Lục Minh rời đi Tần Thiên tinh vực, cốt ma cho hắn. Cốt ma, như trước đang U Long bí cảnh tu luyện, chờ mong đem U Long khôi phục thực lực đến mạnh nhất, xem có thể hay không bước vào thần vương phía trên. Lục Minh rời đi thời điểm, cốt ma cho hắn căn này đen nhánh xương cốt, nói cho Lục Minh, nếu như gặp được sự tình gì, liền thôi động cái này căn cốt cách, coi như Lục Minh ở Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, cốt ma đều có thể cảm ứng được, sẽ chạy tới giúp hắn. Cái này so với truyền âm ngọc phù dùng tốt nhiều, truyền âm ngọc phù, cách xa nhau quá khoảng cách xa, là rất khó truyền tống tin tức. Ở cao cấp truyền âm ngọc phù, cũng có khoảng cách hạn chế, rất khó từ Tần Thiên tinh vực, truyền tống đến Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ. Đương nhiên, một chút thế lực cường đại, tự nhiên có phương pháp đặc thù nhanh chóng truyền tống tin tức. Hiện tại tình huống như vậy, Lục Minh chỉ có thể xin giúp đỡ cốt ma, chỉ bằng vào chính hắn thực lực, đã giải quyết không được. Thôi động thần lực, rót vào đen kịt xương cốt bên trong, đen kịt xương cốt lập tức tràn ngập ra huyền diệu chấn động. Lóe lên mấy cái, mới bình tĩnh trở lại. Ta hiện tại liên lạc một vị tiền bối cao thủ, hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, nhưng là chúng ta muốn ở hắn chạy đến trước đó, tránh thoát những cái kia áo bào đen tử sĩ truy kích. Lục Minh nói, Ngũ Sơn, Hàn Anh gật gật đầu, bọn hắn ánh mắt, nhìn về phía trước. Phía trước vũ trụ tinh không bên trong, lơ lửng vô số thiên thạch. Vô số lớn nhỏ không đều thiên thạch, lơ lửng ở vũ trụ tinh không bên trong, địa hạt vô biên vô hạn, một cái không nhìn thấy cuối cùng. Cái này ở lâu đời quá khứ, đoán chừng là một chỗ chiến trường thê thảm, rất nhiều tinh cầu bị đánh bạo, hình thành vô số thiên thạch, phiêu phù ở vũ trụ tinh không bên trong. Mục tiêu của bọn hắn, chính là mảnh này khu vực. Mảnh này khu vực, cực kỳ phức tạp, vô số thiên thạch, lộn xộn, có chút to lớn vô cùng, tiếp đó, bọn họ muốn lợi dụng địa hình khu này, tránh né truy kích của đối phương, chống đến cốt ma đến đây. Đi! Lục Minh khẽ quát một tiếng, 3 người bay tới đằng trước, bay vào mảnh này mây thiên thạch. Rất nhanh, bọn họ liền biến mất ở mây thiên thạch. Ở Lục Minh bọn họ chạy trốn thời điểm, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, tư không ra. Một tòa bí ẩn đại điện bên trong, đang có một cái hắc bảo nhân, hướng một cái trung niên đại hán bẩm báo tin tức. Cái này trung niên đại hán, chính là trước mắt tư không gia gia chủ, tư không nam. Đụng!
Tư Không Nam vỗ ghế dựa, trên người tản mát ra khí tức kinh khủng. Thực sự là một đám phế vật, liền Sở Thiên Tinh vực một cái nho nhỏ thế lực, đều diệt không sạch sẽ, ta nuôi dưỡng ngươi môn làm gì? Tư Không Nam thanh âm lạnh như băng vang lên, để người áo đen kia, toàn thân phát run. Chủ thượng, theo tin tức đáng tin, Hàn gia tiểu thư, là bị kia Lục Minh cứu đi. Người áo đen kia nói, lại là Lục Minh, cái kia tiểu tạp toái, luôn là xấu ta sự tình, thực sự là tự tìm cái chết. Tư Không Nam quát lạnh, nói đi, phái ra càng nhiều cao thủ, nhất định phải giết bọn hắn, tin tức của chúng ta, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Là, thuộc hạ liền đi làm, nhất định phái ra cao thủ mạnh nhất. Hắc bào nhân liên tục gật đầu, sau đó quay người rời đi. Không được, ta vẫn là không yên lòng, chuyện này, nhất định phải làm đến không sơ hở tí nào, ta vẫn là tự mình đi một chuyến. Tư Không Nam nói nhỏ, sau đó thân hình thoát một cái, rời khỏi nơi này. Sở Thiên Tinh vực, liền ở Lục Minh ba người tiến vào Mây Thiên Thạch hơn một giờ về sau, Mây Thiên Thạch bên ngoài, xuất hiện lần lượt từng bóng người. Toàn bộ đều là hắc bào nhân, số lượng có hơn 10 cái nhiều, toàn bộ đều là cao thủ, kém nhất, đều có thần vương cảnh tu vi. Mục tiêu liền ở phía này Mây Thiên Thạch bên trong. Trong đó một cái hắc bào nhân nói, hừ, bọn họ là muốn lợi dụng mảnh này Mây Thiên Thạch cùng chúng ta chơi trốn tìm sao. Buồn cười, chúng ta phân tán ra, đi vào tìm kiếm, xem bọn hắn có thể trốn đến nơi đâu đi, vừa có tin tức, lập tức thông chi những người khác. Một cái thực lực cường đại hắc bào nhân nói, lập tức, hơn 10 cái hắc bào nhân, phân tán ra, top 5 top 3, bay vào Mây Thiên Thạch. Lục Minh, Ngũ Sơn, Hàn Anh ba người, bay vào Mây Thiên Thạch về sau, cũng không có ở một cái địa phương dừng lại. Bọn họ ở một cái thiên thạch thượng đình lưu sau một thời gian ngắn, lập tức chuyển di trận địa, tiến về một cái khác thiên thạch, dùng cái này nhiễu loạn đối phương lục soát. Cứ như vậy, bọn họ ở Mây Thiên Thạch bên trong, quanh đi quẩn lại ba ngày. Ai? Bỗng nhiên, Lục Minh hướng về phía một cái phương hướng quát lạnh. Tiểu tử, linh giác ngược lại là rất bén nhạy sao? Một tiếng cười khẽ truyền ra, sau đó, một cái đại hán áo đen, xuất hiện ở bọn hắn trước người. Nhìn thấy đại hán áo đen, Ngũ Sơn cùng Hàn Anh sắc mặt đại biến, toàn thân căng cứng, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Bất quá Lục Minh cũng lộ ra nụ cười, nói cốt ma tiền bối, người rốt cuộc đã đến. Cốt ma là tốc độ, thật đúng là kinh người a, lúc này mới ba ngày nhiều thời giờ, liền từ Tần Thiên Tinh vực đến nơi này. Nghe được Lục Minh lời nói, Ngũ Sơn cùng Hàn Anh thở phào một hơi, bọn họ biết rõ, Lục Minh nói tiền bối, đến. Lục Minh, các ngươi thật là đủ chật vật a. Cốt ma cười nói, cốt ma tiền bối, ngươi cũng đừng chào phúng ta, đúng rồi, ngươi lúc tiến vào, có thể nhìn đến một chút hắc bào nhân. Lục Minh hỏi, thấy được, có mấy chục người đây, trong đó không thiếu cao thủ, đang khắp nơi tìm kiếm các ngươi. Cốt ma nói, rất tốt, vậy bây giờ, liền xé bọn họ một mẻ hốt gọn à. Lục Minh trong mắt lấp lóe lấy sát cơ. Bị đuổi giết lâu như vậy, hắn đã sớm tức sôi ruột, hiện tại nên phản kích. Lục Minh, ngươi định làm gì? Cốt ma cười nói. Đương nhiên là dẫn chính bọn hắn mắc câu. Lục Minh mỉm cười. Sau đó, bọn họ không trốn, ngược lại hướng về ban đầu phương hướng phóng đi. Không lâu sau đó, bá, bá, bá. Thân hình chớp động, 5 đến 6 cái hắc bào nhân, đem Lục Minh mấy người bao bọc vây quanh. Tiểu tử, nhìn ngươi làm sao trốn. Trong đó một cái hắc bào nhân dữ tợn mở miệng, sát cơ lạnh lẽo như đao. Bọn họ quét cốt ma một cái, nhưng là cốt ma thu liếm khí tức, lấy bọn hắn tu vi, căn bản nhìn không ra cốt ma sâu cạn, cho nên không có đem cốt ma để vào mắt. Trốn, ta vì sao phải trốn? Lục Minh cười lạnh. Không trốn, là biết rõ bản thân không trốn ra ngoài được. Một cái hắc bào nhân cười lạnh. Những người áo đen này, không gấp công kích, bọn họ đối Lục Minh bọn họ, vẫn có chút cố kỵ, hiện tại bọn hắn nhân thủ còn thiếu. Nếu như Lục Minh bọn họ liều mạng, bọn họ hơn phân nửa cũng phải có tổn thất. Hiện tại bọn hắn chiếm cứ có lợi điều kiện, hơn nữa bọn họ trước đó đã cho những người khác truyền âm, những người khác chẳng mấy chốc sẽ chạy đến lúc đó ứng phó Lục Minh bọn họ, dễ dàng. Hắc bào nhân không động thủ, Lục Minh bọn họ, tự nhiên cũng không động thủ. Lục Minh cũng đang chờ những người áo đen kia hội tụ vào một chỗ, một mẻ hốt gọn. Ngũ Sơn, Hàn Anh hai người, có chút lo lắng. Bọn họ xong lại không biết cốt ma thực lực, bất quá nhìn thấy Lục Minh vẻ mặt bình tĩnh, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì chờ lấy. Mấy cái hắc bào nhân, cũng có chút kỳ quái, vì sao Lục Minh bọn họ không phá vây. Hiện tại không phá vây,
chờ bọn hắn nhiều người lên, chẳng phải là càng không có cơ hội. Hừ, quản ngươi chơi hoa dạng gì, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng là đường chết một đầu. Một chút hắc bào nhân trong lòng nghĩ. Quả nhiên, không qua bao lâu, thân hình chớp động, bốn phương tám hướng, không ngừng có hắc bào nhân tụ đến. Hơn 10 cái hắc bào nhân, đem Lục Minh đoàn bọn hắn đoàn vây vào giữa. Làm sao còn chưa động thủ giết bọn hắn. Đằng sau đến một cái hắc bào nhân lạnh lùng mở miệng, một đao hướng về Lục Minh chém giết đi. Người này tu vi, mạnh khủng bố, khí tức cuồng bạo, Lục Minh cảm giác thân thể bị tập trung, khó có thể động đậy. Hắc bào nhân này tu vi, tuyệt đối ở thần vương ngũ trọng trở lên. Còn tốt bọn họ trước đó không có gặp được người này, bằng không thì, bọn họ tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng là bây giờ nha. Cốt ma dậm chân mà ra, đi tới Lục Minh trước người, sau đó duỗi ra một bàn tay một chảo. Lập tức, không trung xuất hiện một cái to lớn long chảo, hướng về phía hắc bào nhân kia bắt tới, đối phương đao quang, như giấy mỏng đồng dạng vỡ nát ra, long chảo không ngừng, một tay lấy người áo đen kia bắt lấy. À, người áo đen kia không thể tưởng tượng nổi kêu to. Người áo đen kia bị cốt ma một phát bắt được, phát ra hoảng sợ giống to. Hắn nhưng là thần vương lục trọng tu vi a, ở cốt ma trước mặt, thế mà như run rế đồng dạng, không chịu nổi một kích. Đụng, cốt ma dùng sức bóp, người áo đen kia trực tiếp nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Làm sao có thể? Còn lại hắc bào nhân, quá sợ hãi, khó mà tin được. Một cái thần vương lục trọng cao thủ, liền cái này không có bị bóp chết. Hắc bào nhân này, nhưng là bọn họ bên trong thống lĩnh một trong a. Đi, đi mau, người này không thể địch. Đi. Một chút hắc bào nhân giống to, thân hình nhanh lùi lại, muốn chạy trốn. Có thể dễ như trở bàn tay, một cái bóp chết một vị thần vương lục trọng cường giả, thực sự quá kinh khủng, không phải bọn họ có thể đối phó. Giống. Lúc này, cốt ma phát ra giống to một tiếng, từng hồi rồng gầm, ba động khủng bố, từ cốt ma trong miệng bộc phát ra, hình thành từng vòng sóng xung kích, phóng tới bốn phương tám hướng. Đụng, đụng. Những người áo đen kia, bị xung kích sóng đánh trúng, toàn bộ vỡ ra, vẫn lạc tại chỗ, hài cốt không còn. Hơn 10 cái hắc bào nhân, toàn bộ ngã xuống. Cái này, Ngũ Sơn cùng Hàn Anh, trợn mắt hốc mồm. Hơn 10 cái cường đại hắc bào nhân, thế mà ở cốt ma giống to một tiếng về sau, diệt sạch. Bọn họ rốt cuộc biết, từ khi cốt ma sau khi đến, Lục Minh sẽ như vậy buông lỏng, bình tĩnh như vậy, cốt ma thực lực, thực sự quá mạnh, sâu không lường được. Người này thực lực, không ở gia chủ phía dưới a. Ngũ Sơn trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ, kinh hãi không thôi. Loại cao thủ này, coi như ở Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, cũng là chúa tể một phương, không nghĩ tới, Lục Minh bên người, lại có một tôn cao thủ như vậy. Còn có mấy cái, ta đi một chút sẽ trở lại. Cốt ma nói một câu, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Vừa rồi, cũng không phải là tất cả tiến vào mây thiên thạch hắc bảo nhân, đều tới, có chút khoảng cách xa, còn chưa kịp tới. Cốt ma đây là muốn đi toàn bộ diệt đi. Bọn họ cũng không có đợi bao lâu, cốt ma trở về. Đã giải quyết, hiện tại các ngươi muốn đi đâu? Cốt ma hỏi. Đi Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, vạch trần tư không ra. Lục Minh nói, trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Rất rõ ràng, trước đó nhiều lần phái người ám sát Lục Minh, chính là tư không ra, không giải quyết triệt để tư không ra, Lục Minh tâm khó có thể bình an. Đi. Cốt ma vung tay lên, một cỗ thần lực dùng ra, bao phủ Lục Minh đám người, cuốn lên Lục Minh đám người, phá không đi. Cốt ma tốc độ quá nhanh, bay vào vũ trụ, nguyên một đám tinh thần không ngừng từ bọn họ bên cạnh bay qua. Sở Thiên tinh vực, tổng cộng có hai cái vượt qua tinh vực truyền tống trận, bọn họ hướng về trong đó một cái bay đi. Chỉ là nửa ngày thời gian, bọn họ liền tới gần trong đó một cái vượt qua tinh vực truyền tống trận, tốc độ so Lục Minh bọn họ phi hành, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cái này vượt qua tinh vực truyền tống trận, tọa lạc tại một cái vẫn thạch khổng lồ phía trên, ở cái này thiên thạch phụ cận, thì có một cái to lớn thương nghiệp tinh cầu. Mấy người hướng về truyền tống trận bay đi. Không tốt. Đúng lúc này, cốt ma sắc mặt hơi đổi một chút. Oanh. Không đợi Lục Minh bọn họ kịp phản ứng, cái kia có vượt qua tinh vực truyền tống trận thiên thạch bên trên, bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa khí tức, một cỗ cường đại áp lực, đem bọn hắn khóa chặt. Rốt cuộc đợi đến các ngươi, không nghĩ tới, lại có một cái thần vương đỉnh phong tồn tại nhúng tay, khó trách những phế vật kia bắt không được các ngươi. Giọng nói lạnh lùng, từ thiên thạch bên trên truyền ra. Thanh âm vừa lên, Lục Minh bọn họ phía trước,
liền xuất hiện một cái hắc bào lão giả. Lão giả này, toàn thân tràn ngập hắc quang, phô thiên cái địa, vô cùng kinh khủng, như là một cái thâm nguyên, thôn phệ tất cả. Tu vi này, thần vương đỉnh phong. Lục Minh hít sâu một hơi, lộ ra vẻ kinh hãi. Lão giả này khí tức, mang đến cho hắn một cảm giác, hoàn toàn không thể so Kim gia gia chủ đám người yếu, đây là một cái bá chủ cấp cường giả. Không nghĩ tới, ở cái truyền tống trận này, lại có một tôn thần vương đỉnh phong cường giả, tư không ra, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Oanh! Giờ phút này, cốt ma trên người cũng bộc phát ra một cổ khí tức, đem lão giả khí tức tách ra. Giết! Lão giả phi thường trực tiếp dùng hết sát chiêu, bàn tay một bổ, một đạo kinh thiên đao mang bộc phát ra, chém về phía cốt ma. Giống! Cốt ma trong miệng phát ra rít lên một tiếng, thân thể kịch liệt biến lớn, biến thành u long thân thể, dài đến vạn trượng, một cái long chảo bắt ra ngoài. Oanh! Long chảo cùng đao quang đụng vào nhau, toàn bộ hư không chấn động mãnh liệt, giống như muốn sụp đổ. Cũng may bọn họ là ở vũ trụ tinh không bên trong đại chiến, bằng không, quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Ông! Đao quang chấn động mãnh liệt, sau đó vỡ nát, mà cốt ma thân thể, cũng uốn éo phía dưới, lùi lại mấy vạn mét. Liền bằng ngươi thực lực, còn muốn giết chúng ta, không khỏi quá tự tin. Cốt ma hét lớn một tiếng, long chảo liên tục dò xét, chụp vào lão giả. Chảm, chảm chảm chảm. Lão giả trong tay xuất hiện một thanh chiến đao liên tục chém ra, từng đạo kinh khủng đao quang phóng lên tận trời, to lớn vô biên, chém về phía cốt ma. Cốt ma, cùng lão giả đại chiến một chỗ, kích thích vô tận kinh khí. Bất quá, cốt ma thủy chung đem Lục Minh bọn họ canh giữ ở sau lưng, bằng không thì bậc này kinh khí phía dưới, Lục Minh bọn họ căn bản ngăn cản không nổi. Thiên, hào đáng sợ, đó là cái gì tồn tại đại chiến? Vượt qua tinh vực truyền tống trận phụ cận, rất nhiều người bị bên này đại chiến kinh động đến, nhìn về phía bên này, kinh hãi không thôi. Bậc này đại chiến, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, sở thiên tinh vực, căn bản không có mạnh như vậy tồn tại. Quá kinh khủng, đây là muốn diệt thế à? Đi, chúng ta tránh xa một chút, vạn nhất bị lan đến gần, liền thảm. Vượt qua tinh vực truyền tống trận phụ cận, rất nhiều người bay về phía nơi xa, sợ bị lan đến gần. Cốt ma, cùng áo đen liên tục đại chiến mấy chục chiêu, cốt ma rốt cục bắt đầu chiếm thượng phong. Cốt ma thân thể, chính là U Long, một vị vượt qua thần vương tồn tại, toàn thân kiên cố không phá vỡ nổi, lực phòng ngự kinh người. Cốt ma đang chém giết lẫn nhau bên trong, có thể không quan tâm phòng ngự của mình, chiến lực tự nhiên càng mạnh. Cốt ma tiền bối, người này đang kéo dài thời gian, khả năng có giúp đỡ. Giờ phút này, Lục Minh cho cốt ma truyền âm. Không cùng ngươi đánh. Cốt ma một chiêu đánh lui hắc y lão giả, mang theo Lục Minh đám người, liền muốn phóng tới vượt qua tinh vực truyền tống trận. Trong tay ta, còn muốn đi, lưu lại. Hắc y lão giả lạnh lùng mở miệng, đao thế biến đổi, hắn chiến đao, không ở chém về phía cốt ma, mà là chém về phía Lục Minh đám người. Lục Minh đám người thốt nhiên biến sắc, đối phương đao cách bọn họ rất xa, bọn họ cũng cảm giác được một cổ kinh khủng đao ý áp trên người bọn hắn thân thể, giống như muốn nổ bể ra đến một dạng. Còn tốt cốt ma kịp thời xuất thủ, thần long bái vĩ, đánh tan đối phương đao thế, bằng không thì Lục Minh mấy người, trong khoảnh khắc liền bị đánh giết. Đối mặt bậc này thần vương đỉnh phong nhân vật, bất kể là Lục Minh, vẫn là cầu cầu, đều không có chút nào sức phản kháng. Giết! Hắc y lão giả công kích bị ngăn trở về sau, hắn đao thế lại là biến đổi, lại giết hướng Lục Minh đám người. Cốt ma chỉ có thể xuất thủ chống đối, cứ như vậy, cốt ma phải phân tâm chiếu cố Lục Minh bọn họ. Chỗ nào sông đi qua, bị hắc y lão giả kéo chặt lấy. Hắc y lão giả, không ngừng công kích Lục Minh bọn họ, để cốt ma phân tâm, như vậy thì cuốn lấy cốt ma, để cốt ma không cách nào tiến lên, lợi dụng vượt qua tinh vực truyền tống trận rời đi. Đối phương rất rõ ràng là muốn cuốn lấy bọn họ, chờ đợi viện thủ. Đối phương rất có thể còn có thần vương đỉnh phong cảnh giới cường giả, đi tới sở thiên tinh vực. Lục Minh bọn họ mặc dù vô cùng nóng nảy, nhưng cũng không thể tránh được. Quả nhiên, song phương chiến đấu một lúc sau, cái kia thiên thạch bên trên vượt qua tinh vực truyền tống trận phát sáng lên, mấy bóng người xuất hiện vượt qua tinh vực truyền tống trận. Mấy cái thân thể hoàn toàn bị áo bào đen bao lấy thân ảnh, hoàn toàn thấy không rõ hình dạng, cùng phía trước tử sĩ, trang phục giống như đúc. Mấy người kia vừa xuất hiện, ánh mắt liền nhìn phía tinh không xa xôi, nhìn về phía cốt ma cùng hắc y lão giả đại chiến địa phương. Bá, bá, bá. Sau đó, mấy người hóa thành mấy đạo hắc quang, phóng lên tận trời,
xông về Lục Minh bọn họ bên này, tốc độ nhanh khủng bố. Mấy hơi thở, mấy cái hắc bào nhân liền xuất hiện từ Lục Minh bọn họ cách đó không xa. Các ngươi tới vừa vặn, mấy người kia chính là chúng ta mục tiêu, đồng loạt ra tay, giết bọn hắn. Hắc y lão giả mở miệng. Giết, giết. Tổng cộng 3 cái hắc bào nhân đồng thời xuất thủ, 3 đạo ánh đao màu đỏ ngòm chém về phía Lục Minh cùng Cốt Ma bọn họ. 3 người công kích, uy thế đều kinh người hết sức. Thậm chí một người trong đó công kích không thể so với ông lão mặc áo đen kia yếu, không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái thần vương đỉnh phong cường giả. Mặt khác 2 cái hắc bào nhân hơi yếu một ít, nhưng là phi thường đáng sợ, cũng là kinh khủng cường giả. Nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay, Cốt Ma sắc mặt cũng thay đổi. Cái này vượt qua tinh vực truyền tống trận, chúng ta đi không được, trước tiên lui đi. Cốt Ma gầm thét một tiếng, thân thể to lớn cuốn lên, che lại Lục Minh bọn họ, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Khanh, khanh, khanh. Từng đạo đáng sợ đao quang, chạm tại Cốt Ma trên người lân phiến, phát ra âm vang phía trên, đốm lửa bắn tứ tung, bất quá, cũng không có phá mở Cốt Ma phòng ngự. Thần quân cảnh thân thể, làm sao có thể? Ông lão mặc áo đen kia khiếp sợ giống to. Lấy bọn hắn tu vi, đều không phá nổi Cốt Ma nhục thân phòng ngự, vậy chỉ có một khả năng, Cốt Ma nhục thân, chính là siêu thoát thần vương phía trên tồn tại nhục thân. Thần vương phía trên, là vì thần quân cảnh, ý là thần chi quân chủ. Thần quân, so thần vương không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Xong, Cốt Ma thân thể chấn động, trên người lân phiến, chỉ là nhiều hơn mấy đầu dấu vết, một chút việc đều không có, hắn mang theo Lục Minh bọn họ, không ngừng xung kích ra ngoài. Ngăn trở bọn họ, hắc y lão giả giống to, đem thực lực phát huy đến cực hạn, từng đạo kinh khủng đao quang, phảng phất có thể khai thiên đồng dạng, chém về phía Lục Minh bọn họ. Mấy cái khác hắc bào nhân, cũng phát động công kích mãnh liệt. Nhưng là, Cốt Ma thân thể co do, đem Lục Minh bọn họ bảo vệ, không để ý tự thân phòng ngự, dã man va chạm, hắc y lão giả đám người công kích, không ngừng bị phá tan. Đúng lúc này, vượt qua tinh vực trong truyền tống trận, lại xuất hiện một bóng người, đây là một cái đại hán trung niên, người này vừa xuất hiện, liền xông vào tinh không, hướng Cốt Ma phát động công kích. Đại hán này, thế mà cũng là một tôn thần vương đỉnh phong cường giả. Cứ như vậy, đối phương xuất động 3 vị thần vương đỉnh phong cường giả công kích Cốt Ma, bậc này đội hình, thật sự là khủng bố, ở Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, trừ phi là thần quân xuất thủ, bằng không thì không người có thể địch. Tam đại thần vương đỉnh phong cao thủ triển khai kinh khủng công phạt, từng đạo công kích rơi vào Cốt Ma trên người, dù là Cốt Ma chính là U Long thân thể, nguyên bản chính là thần quân cảnh nhục thân, lúc này đều có chút không chịu đựng nổi, thân thể không ngừng chấn động, phía trên dấu vết, càng ngày càng nhiều. Nếu như Cốt Ma ỷ vào U Long cường hãn nhục thân, tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc, từ không ra vì giết bọn hắn, thế mà phái ra nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa có 2 người lộ ra chân dung, đây là có tất sát quyết tâm của bọn hắn. Chỉ bằng mấy cái này tạp mao, cũng muốn ngăn cản bản tọa, nằm mơ. Cốt Ma giống to, trong miệng phát ra trận trận long ngâm, thân thể hắc quang đại thịnh, không ngừng trùng kích. Hắn loại này lối đánh liều mạng, rốt cục lấy được hiệu quả. 3 cái thần vương cảnh cao thủ, chia làm 3 phương hướng vây công Cốt Ma, cho nên, Cốt Ma trùng kích một cái phương hướng, kỳ thật chỉ có một người. Mặt khác có 2 cái hắc bào nhân, cũng không phải là thần vương đỉnh phong cường giả. Ở Cốt Ma trùng kích vào, bên kia cường giả, liên tiếp lui về phía sau. Lùi cho ta. Cốt Ma giống to, long chảo không ngừng bước ra, oanh về phía trước cường giả kia. Rầm rầm rầm. Cường giả kia cùng Cốt Ma liên tục va chạm mấy chục cái. Ở Cốt Ma loại này lối đánh liều mạng phía dưới, người kia thân hình liền lùi lại. Cốt Ma sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy, cuốn lên Lục Minh bọn họ, bảo trùng mà ra, lập tức chạy ra khỏi trùng vây, sau đó hướng về nơi xa bay thật nhanh. Đáng chết, truy. Tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy. 3 vị thần vương đỉnh phong cường giả, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, truy hướng Lục Minh bọn họ. Song phương một đuổi một chạy, trong nháy mắt liền bay ra dài rằng giặc khoảng cách. Muốn đuổi theo bản tọa, nằm mơ. Cốt Ma cười lạnh, thi triển một loại bí thuật, tốc độ càng lúc càng nhanh, từ từ cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Hậu phương 3 cái cao thủ vô cùng nóng nảy, Tư Không gia chủ đã hạ tử mệnh lệnh, tuyệt đối không thể để Lục Minh bọn họ đào tẩu. Lục Minh bọn họ, hơn phân nửa đã biết bí mật trong đó, nếu như Tư Không gia tộc là đánh cắp Cửu Tuyệt Thần Tinh chủ sử sau màn một chuyện bị lộ ra, cái kia Tư Không gia tộc sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Cho nên, Lục Minh bọn họ nhất định phải chết.
Ba đại cao thủ thì triển ra toàn lực, hướng về cốt ma bọn họ đuổi theo, nhưng là, bọn hắn tốc độ y nguyên so cốt ma chậm một bậc, từ từ bị cốt ma kéo dài khoảng cách. Tiếp tục như vậy, sớm muộn phải bị bọn họ đào tẩu. Ông! Đúng lúc này, Lục Minh bọn họ phía trước hư không, đột nhiên sóng gió nổi lên, không gian như trận trận gợn sóng đồng dạng, nhộn nhạo. Sau một khắc, một bóng người, đột nhiên xuất hiện ở phiến kia hư không bên trong. Đây là một cái trung niên nam tử, tướng mạo anh tuấn, nhưng là mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, ánh mắt khép mở tầm đó, tinh quang bắn ra bốn phía. Giết! Lãnh khốc trung niên, lãnh đạm phun ra một chữ, bàn tay của hắn, hướng về phía cốt ma một bổ mà xuống. Lập tức, một vệt ánh đao, từ lãnh khốc trung niên trong lòng bàn tay bắn ra. Khủng bố, cực kỳ khủng bố. Cái này một vệt ánh đao vừa ra, Lục Minh liền sinh ra một loại đại khủng bố, giống như sau một khắc liền bị hủy diệt đồng dạng, Lục Minh chưa từng có ở trong hiện thực đụng phải như vậy kẻ địch khủng bố. Đao quang kinh thiên, vạch phá vũ trụ tinh không, giống như muốn đem toàn bộ tinh không chém thành hai nửa một dạng. Lục Minh không chút nghi ngờ, cái này một vệt ánh đao nếu là chạm tại một cái sinh mệnh tinh cầu phía trên, chỉ sợ có thể đem sinh mệnh tinh cầu chém thành hai nửa. Không tốt. Cốt ma sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể uốn éo, liền muốn hướng về một phương hướng khác bay đi, nhưng là đã chậm. Phốc phốc, đạo kia đao quang, chém vào cốt ma trên thân thể, máu tươi văng khắp nơi, cốt ma trên người, bị chém ra một đầu hơn ngàn mét lớn lên vết thương, kém chút đem cốt ma chém thành hai nửa. Cốt ma bị một đao trọng thương, phun máu phè phè, thân thể bay tứ tung ra ngoài. Thần quân, là thần quân. Cốt ma khiếp sợ giống to. Cái kia lãnh khốc trung niên, lại là một tôn thần quân cảnh cường giả. Thần quân, ở Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, là bá chủ thực sự, một dạng rất ít xuất thủ, đại biểu vô địch. Hiện tại, lại có một tôn thần quân xuất thủ. Gia chủ, hậu phương, hắc y lão giả ba người cũng chạy tới, nhìn thấy lãnh khốc trung niên, kinh hô một tiếng. Người này, lại là tư không gia tộc gia chủ. Thực sự là phế vật, nếu không phải ta tự mình xuất thủ, đều muốn bị bọn họ trốn. Tư không gia chủ tộc trưởng quát lạnh một tiếng. Hắc y lão giả ba người căn bản không dám lên tiếng. Thần vương đỉnh phong, khoảng cách thần quân, nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng là chênh lệch lại ngày đêm khác biệt, so thiên thần đỉnh phong đến thần vương cảnh chênh lệch còn lớn hơn. Bọn họ dùng ra toàn lực, đều không phá nổi cốt ma phòng ngự, nhưng là tư không gia tộc tộc trưởng tiện tay chém một cái, liền phá mở cốt ma phòng ngự. Xong đời, đi. Cốt ma gầm nhẹ một tiếng, không để ý thương thế, mang theo Lục Minh bọn họ, liền muốn hướng về một phương hướng khác phóng đi. Ở trước mặt ta, còn muốn đi. Tư không gia tộc tộc trưởng lạnh lùng mở miệng, bước ra một bước, bước kế tiếp, hắn thân hình, liền đuổi kịp cốt ma bọn họ, bàn tay như đao, lại một lần nữa chém một cái mà ra. Bá! Lại là một đạo kinh thiên đao mang, chém về phía cốt ma. Một đao kia, hoàn toàn khóa chặt cốt ma, căn bản trốn không thoát. Phốc! Đao quang chạm tại cốt ma đầu lâu phía trên, huyết quang nhảy hiện, cốt ma đầu lâu trực tiếp bị chém xuống. U Long thân thể bị chạm, cũng lại không thể che chở Lục Minh bọn họ, Lục Minh bọn họ vội vàng lui lại, đứng ở trong hư không, sắc mặt tái nhợt. Bá! U Long đầu lâu bên trong, xông ra một đạo hắc quang, đây là một bộ đen nhánh khô lâu, chính là cốt ma. Cốt ma xông vào Lục Minh mi tâm, kêu lên, xong đời, Lục Minh, lần này thật xong đời, không nghĩ tới sẽ chọc tới một tôn thần quân, một lần này chúng ta muốn cùng chết. Thần quân! Lục Minh cũng là miệng đầy đắng chát. Đằng sau, có ba vị thần vương đỉnh phong, phía trước, còn có một vị thần quân. Thần quân, thực sự quá mạnh, liền U Long nhục thân, đều bị tùy tiện chém rụng, bọn họ căn bản không có một chút xíu cơ hội. Có ý tứ, U Long nhục thân, lại là từ mặt khác linh hồn nhập chủ, hơn nữa còn là thần quân cảnh U Long nhục thân, còn thật là thu hoạch tốt. Tư không gia tộc tộc trưởng cười khẽ, vung tay lên, đem U Long nhục thân, thu vào. U Long nhục thân, nói thế nào cũng là thần quân cảnh nhục thân, toàn thân đều là bảo vật vật, ngay cả cùng là thần quân cường giả, cũng rất tâm động. Đón lấy, tư không gia tộc tộc trưởng ánh mắt, nhìn về phía Lục Minh bọn họ. Giờ khắc này, Lục Minh thức hải, lượng tự quyết cùng chiến tự quyết, cấp tốc thu nhỏ, co nhỏ lại thành một điểm sáng, miễn cho bị phát hiện. Hàn Anh, Ngũ Sơn hai người, sắc mặt tái nhợt, thân thể đều khẽ run lên. Cũng không phải e ngại, mà là đối mặt bậc này khủng bố tồn tại, thân thể không tự chủ được. Làm sao bây giờ? Lục Minh trong đầu, cấp tốc suy tư đối sách. Nhưng là không có một đầu kế sách, là đi thông.
Đối mặt bậc này tồn tại, bất luận cái gì mưu kế, đều vô dụng, đều sẽ bị đối phương một bàn tay nghiền nát. Tử đồng đồng quan. Cuối cùng, Lục Minh nghĩ tới tử đồng đồng quan. Thực sự không được, hắn chỉ có thể cưỡng ép mở ra tử đồng đồng quan thử một lần. Nhưng là, đối mặt Tư Không gia tộc tộc trưởng bậc này kinh khủng cường giả, coi như mở ra tử đồng đồng quan, Lục Minh trong lòng cũng không chắc chắn, có lẽ giết không được đối phương, ngược lại đem mình góp đi vào. Ngươi kêu Lục Minh à? Rất tốt, tuổi còn trẻ, có thể làm đến bước này, qua nhiều năm như vậy, ngươi tính cái thứ nhất, bản tọa sẽ đích thân giết chết ngươi. Tư Không gia tộc tộc trưởng ánh mắt hướng về Lục Minh, lạnh lùng mở miệng. Oanh! Sau một khắc, Tư Không gia tộc tộc trưởng trực tiếp xuất thủ, không có cho Lục Minh lưu lại bất luận cái gì mở miệng chỗ trống. Một đạo mênh mông đao quang, hướng về Lục Minh, Hàn Anh bọn họ chém tới. Lóa mắt, vô cùng lóa mắt. Lục Minh bọn họ trong mắt, giống như chỉ còn lại có cái này một vệt ánh đao, mặt khác tất cả đều biến mất. Đao quang hướng về bọn họ chém tới, nhưng là, Lục Minh bọn họ lại không nhúc nhích. Không phải bọn họ không muốn động, mà là không thể động. Động, động a. Lục Minh trong lòng giống to, hắn nghĩ muốn xuất ra tử đồng đồng quan, liều mạng một lần, nhưng là hắn thân thể, khẽ động cũng không thể động, bị một cổ vô hình khí thế áp chế. Lục Minh cười khổ, hắn biết rõ, hắn vẫn là ngây thơ, đối mặt Tư Không gia tộc tộc trưởng cường giả như vậy, hắn cho dù trên người có tử đồng đồng quan dạng này sát khí cũng không dùng được. Nghĩ liều mạng đều làm không được. Chẳng lẽ, hôm nay thật phải bỏ mạng ở chỗ này? Lục Minh trong lòng thở dài, giờ khắc này, trong đầu hắn chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Mắt thấy, đao quang liền muốn rơi vào Lục Minh bọn họ trên người. Đạo này nếu là thật rơi xuống, Lục Minh bọn họ, tuyệt đối liền một điểm cho tàn cũng sẽ không còn lại. Nhưng ở đây là, Lục Minh trước người bọn họ, không gian thế mà cũng nổi lên gợn sóng, sau đó, hai căn đen kịt to lớn ngón tay, từ gợn sóng bên trong duỗi ra, hướng về phía bảo trảm mà xuống đao quang kẹp lấy. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tư Không gia tộc tộc trưởng chém ra đao quang, có thể phá diệt tất cả đao quang, thế mà bị cái này hai ngón tay kẹp lấy. Đón lấy, ngón tay hơi chấn động một chút, đụng một tiếng, đạo kia đao quang, liền trực tiếp vỡ nát. Lục Minh, Hàn Ý, Ngũ Sơn mấy người, còn có phía sau ba cái kia thần vương đỉnh phong cường giả, trợn mắt hốc mồm. Thần quân cảnh một đòn, thế mà bị tùy tiện tan vỡ. Tuyệt diệt chỉ, thiên, thiên vương. Tư Không gia tộc tộc trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nghẹn ngào giống to, đến cuối cùng, hắn thanh âm thế mà đều run rẩy lên, trên mặt tràn đầy kinh khủng. Tư Không Nam, ngươi thật to gan. Một đạo thanh âm uy nghiêm, đột nhiên vang lên, ở vũ trụ tinh không bên trong quanh quẩn. Sau đó, cái kia hai ngón tay rụt trở về, một bóng người, đột ngột xuất hiện ở Lục Minh trước người bọn họ. Người này, dáng người khôi ngô, mặc hoa phục, Lục Minh bọn họ chỉ là nhìn thấy bóng lưng. Lại như cú cảm giác vô tận uy nghiêm. Người này khí tức, thật giống như vũ trụ tinh không một dạng mênh mông vô tận. Thiên, Thiên Vương, thuộc hạ Tư Không Nam, tham kiến Thiên Vương. Tư Không gia tộc tộc trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng y nguyên cung kính ôm quyền, rất cung kính hành lễ, ánh mắt bên trong, đều là vẻ sợ hãi. Lục Minh đám người, trong lòng chấn động mãnh liệt. Thiên Vương, ở Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, được xưng là Thiên Vương. Lại có thể để Tư Không Nam như thế kinh khủng cung kính người, chỉ có một cái, kia liền là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ nắm trong tay, Cửu Tuyệt Thiên Vương. Nhưng là, Cửu Tuyệt Thiên Vương, làm sao sẽ tới nơi này? Đằng sau, ba cái kia thần vương đỉnh phong cường giả, sắc mặt cũng là cuồng biến, trở nên vô cùng khó coi. Cửu Tuyệt Thiên Vương không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tư Không Nam. Tư Không Nam trên mặt miễn cưỡng gạt ra một điểm nụ cười, nói Thiên Vương, ngươi. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên đến chỗ này? Chẳng lẽ là ngẫu nhiên đi ngang qua, thuộc hạ có điểm là muốn làm, xong xuôi về sau, lập tức hướng Thiên Vương bẩm báo. Nói xong, hắn đối đằng sau ba cái kia thần vương đỉnh phong cao thủ nháy mắt, để bọn hắn động thủ, đánh giết Lục Minh bọn họ. Cửu Tuyệt Thiên Vương xuất hiện, đệ tử Không Nam chấn kinh, hắn muốn ở Lục Minh bọn họ nói chuyện trước đó, đánh chết bọn họ. Đằng sau ba cái thần vương đỉnh phong cường giả biến đổi sắc mặt một lần, cắn răng một cái, liền muốn đối Lục Minh bọn họ phát động tiến công. Ai muốn chết, liền động thủ thử xem. Cửu Tuyệt Thiên Vương nhàn nhạt mở miệng. Ba cái kia thần vương đỉnh phong cao thủ, thân hình lập tức cứng ngắc, một động cũng không dám động. Thiên Vương, mấy người kia, chính là trọng phạm, cùng hung cực ác, nhất định phải mau chóng đánh giết. Tư Không Nam nói. Nói bậy, Thiên Vương đại nhân, chúng ta tra ra, cái này Tư Không gia tộc tộc trưởng,
chính là đánh cắp cửu tuyệt thần tinh phía sau màn làm chủ, hắn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Lục Minh kêu to lên. Danh con, ăn nói bừa bãi, dám nói xấu bản tọa, tội đáng chết vạn lần. Tư Không Nam sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên người bộc phát ra khí tức kinh khủng, liền muốn ra tay đánh giết Lục Minh. Nhưng là, cửu tuyệt thiên vương bước ra một bước, hư không chấn động mãnh liệt, một cỗ kinh khủng lực lượng, phóng tới Tư Không Nam, lập tức liền đánh tan Tư Không Nam khí thế, Tư Không Nam thân thể chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Thiên vương, ngươi đây là ý gì? Tư Không Nam sắc mặt khó coi nói. Tư Không Nam, ngươi thật cho là ta là ngẫu nhiên đi ngang qua. Cửu tuyệt thiên vương lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Tư Không Nam sắc mặt khó coi. Cửu tuyệt thần tinh bị trộm, bổn vương đã sớm biết có nội ứng, đã từng hoài nghi tới ngươi, chỉ là không có chứng cứ, cho nên bổn vương mới án binh bất động, liền đợi đến chính ngươi lộ ra chân tướng. Một lần này, ngươi quả nhiên động, chỉ mỗi mình tự thân xuất mã, còn đem Tư Không gia tộc cao thủ, toàn bộ phái ra, bổn vương tự nhiên muốn tới xem một chút. Cửu tuyệt thần vương lạnh lùng nói. Ngươi đi theo ta tới. Tư Không Nam sắc mặt khó coi muốn chết. Không sai. Cửu tuyệt thiên vương ánh mắt băng hàn xuống tới, nói đi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ai sai xử ngươi? Thiên vương, hiểu lầm a, ta không phải là cái gì nội ứng a, ngươi cũng không thể tin vào tiểu tử kia lời nói của một bên a. Tư Không Nam hét lớn. Đến bây giờ còn đang rào biện, làm bổn vương ngu xuẩn như vậy sao? Nói, ai bảo ngươi làm như thế? Cửu tuyệt thiên vương một tiếng lệ uống, một cỗ khí tức kinh khủng, phóng lên tận trời, đối mặt cỗ khí tức này, Lục Minh cảm giác, mình tựa như là run rế đồng dạng, chênh lệch quá lớn. Tư Không Nam thân hình, cũng là chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau, hắn cũng khó có thể chống đối cửu tuyệt thiên vương khí thế. Tư Không Nam sắc mặt một trận biến ảo, đột nhiên, hắn nhìn về phía Lục Minh phía sau bọn họ, hét lớn các ngươi muốn làm gì. Nói xong, Tư Không Nam thân hình đột nhiên hướng về phía sau cuồng sông, lại là áp dụng dương đông kích tây chiến thuật, muốn thừa cơ đào tẩu. Ở bổn vương trước mặt, chơi loại này trò vặt, thực sự là ngây thơ. Cửu tuyệt thiên vương lạnh lùng mở miệng, sau đó một trường lăng không đánh ra. Oanh! Bầu trời chấn động mãnh liệt, một cái to lớn vô biên bàn tay hình thành, hướng về Tư Không Nam ép xuống. Phá cho ta! Tư Không Nam giống to, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, toàn lực chém ra một đao. Một đạo sáng lạng đao quang, phóng lên tận trời, chém về phía vào đầu áp hướng bàn tay. Một đao kia, so trước đó chém về phía Lục Minh bọn họ, ít nhất phải mạnh gấp bội. Ngược lại là, đao quang chạm tại trên bàn tay, liền rung động dữ dội lên, sau đó oanh một tiếng, nổ bể ra. Cuồng bạo trường lực, oanh kích mà xuống, Tư Không Nam kêu thảm một tiếng, thân thể bạo bay mà ra, đụng vào nơi xa một quả tinh cầu khổng lồ phía trên. Oanh! Tinh cầu kịch liệt oanh minh, nửa bên hình cầu, trực tiếp nổ bể ra đến, như sáng lạng pháo hoa đồng dạng, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Còn tốt, tinh cầu kia, là một cái tĩnh mịch tinh cầu, cũng không sinh linh, bằng không thì không muốn biết chết bao nhiêu sinh linh. Lục Minh trợn mắt hốc mồm, vượt qua thần vương phía trên thần quân, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, không cách nào tưởng tượng. Đây chính là ta muốn truy tìm chính là cảnh giới, thần vương phía trên. Lục Minh nắm chặt song quyền. Hắn thủy chung nhớ kỹ, Tạ Niệm Khanh nhường hắn đạt tới thần vương phía trên, mới đi tìm nàng. Hắn nhất định phải đạt đến cảnh giới này. Bá, bá, bá. Giờ phút này, Lục Minh bọn họ hậu phương, cái kia ba cái thần vương đỉnh phong cường giả, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thế mà hóa thành ba đạo hồng quang, hướng về phía sau cuồng bay, đây là muốn đào tẩu. Ở bổn vương trước mặt, còn muốn chạy trốn. Cửu tuyệt thiên vương thanh âm lạnh lùng vang lên, sau đó duỗi ra ngón tay, lăng không điểm ra ba ngón. Ba căn to lớn ngón tay hình thành, áp hướng ba cái thần vương đỉnh phong cường giả. A, a, a. Ba cái thần vương đỉnh phong cường giả, hoảng sợ kêu to, bọn họ phát hiện, bọn họ hoàn toàn không tránh khỏi một chiêu này. Đụng, đụng, đụng. Ba tiếng nổ mạnh vang lên, ba cái thần vương đỉnh phong cường giả, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Lục Minh mồ hôi lạnh chảy ròng, cửu tuyệt thiên vương thực lực, thực sự quá kinh khủng. Đây chính là ba cái thần vương đỉnh phong, giống như kim gia chủ một dạng tồn tại a, dễ dàng bị miểu sát, giống như là bóp chết ba cái giống như con kiến. Giờ phút này, cái kia sụp đổ nửa bên tinh cầu bên trong, Tư Không Nam bay ra. Hắn cũng chưa chết, chỉ là phi thường chật vật, tóc tai bù xù, quần áo đều phá, khóe môi nhếch lên máu tươi. Thần quân cảnh,
tự nhiên không có dễ dàng như vậy chết, nhưng là một chiêu kia mới vừa rồi, y nguyên nhận lấy trọng thương. Cùng là thần quân, Tư Không Nam cùng Cửu Tuyệt Thiên Vương thực lực chênh lệch rất lớn. Thiên Vương, tha mạng a. Tư Không Nam kêu to, hắn biết rõ, bằng hắn tu vi, nghĩ ở trong tay Cửu Tuyệt Thiên Vương đào tẩu, là làm không được, thế là cầu xin tha thứ. Nói, ai chỉ điểm, ngươi làm như thế, khẳng định có mục đích, rốt cuộc là cái mục đích gì? Cửu Tuyệt Thiên Vương quát lạnh, ánh mắt sát cơ lấp lóe. Tư Không Nam kích Linh Linh dùng mình một cái, hắn không chút nghi ngờ, Cửu Tuyệt Thiên Vương sẽ giết hắn. Cứ việc, muội muội của hắn là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ Vương Phi. Là Cửu Đao Thiên Vương, là Cửu Đao Thiên Vương gọi ta làm như vậy, hắn nói có biện pháp để tu vi của ta đột phá, ta khốn ở thần quân nhất trọng thực sự quá lâu, cho nên mới nhất thời hồ đồ, tin theo hắn, Thiên Vương, tha mạng a. Tư Không Nam kêu to. Cửu Đao Thiên Vương. Cửu Tuyệt Thiên Vương trong mắt hàn quang chớp liên tục. Hắn và Cửu Đao Thiên Vương, chính là cửu địch, hai bên giao phong vô số năm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bọn họ là ở lúc còn trẻ kết xuống thù, lúc tuổi còn trẻ, Cửu Tuyệt Thiên Vương đã từng giết Cửu Đao Thiên Vương đệ đệ, cho nên, qua nhiều năm như vậy, Cửu Đao Thiên Vương luôn luôn ham muốn báo thù, giết đi Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ. Hắn nhường ngươi đánh cắp Cửu Tuyệt Thần Tinh, có mục đích gì? Cửu Tuyệt Thiên Vương nói. Hắn để cho ta chủ sử sau màn, đánh cắp Cửu Tuyệt Thần Tinh, sau đó để Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ các đại thế gia lẫn nhau nghi kỵ, hai bên đại chiến, tiêu hao thực lực, để Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ lâm vào nội loạn bên trong, nếu như vậy, chờ Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thực lực suy yếu về sau, hắn liền có thể xuất lĩnh đại quân, nhất cử diệt đi Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ. Tư Không Nam một năm một người giao ra. Thì ra là thế. Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ. Mục đích của đối phương là muốn để Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ những cái kia thế gia lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau giao chiến, lâm vào hao tổn nội loạn bên trong, yếu bớt Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thực lực. Không thể không nói, Tư Không Nam kế sách này rất cao minh, hơn nữa cơ hồ thành công. Khoảng thời gian này, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ các đại thế gia đích xác lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau công phạt, mâu thuẫn càng ngày càng sâu, tiếp tục như vậy, diễn biến thành đại chiến kịch liệt cũng không phải là không được. Còn có đây này, Cửu Tuyệt Thiên Vương sắc mặt càng lạnh hơn, lạnh lùng hỏi. Không có, nhiều như vậy, Thiên Vương, tha cho ta đi, ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới đúc xuống sai lầm lớn, lần sau không dám. Xem ở muội muội ta phân thượng, tha cho ta đi. Tư Không Nam kêu to, tiếp tục cầu xin tha thứ. Có một số việc, sai một lần, thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng, ta nếu tha cho ngươi, về sau làm sao hướng những người khác bàn giao. Về sau, ai còn sẽ nghe ta. Cửu Tuyệt Thiên Vương nhàn nhạt mở miệng, chỉ là thanh âm bên trong, ẩn chứa lạnh lùng sát cơ. Tư Không Nam sắc mặt khó coi muốn chết, cắn răng một cái, hướng về phía sau cuồng sông đi, muốn chạy trốn. Bá! Cửu Tuyệt Thiên Vương cũng động, tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng, lóe lên một cái, đã kéo gần cùng Tư Không Nam khoảng cách, mấy cái lấp lóe về sau, liền đuổi kịp Tư Không Nam, một chỉ điểm ra. Hư không như sóng một dạng chấn động, phát ra kinh khủng tiếng nổ mạnh. Một căn to lớn ngón tay, áp hướng Tư Không Nam. Tư Không Nam hoảng sợ giống to, dốc hết toàn lực đối kháng, nhưng là, hắn công kích, hắn phòng ngự, ở Cửu Tuyệt Thiên Vương công kích đến, không ngừng vỡ nát. A, Cửu Tuyệt, ngươi chết không yên lành, còn có cái kia tiểu tử, chết không yên lành a. Tư Không Nam tức giận hống khiếu, nhưng là sau một khắc, tiếng kêu của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì, hắn thân thể ở Cửu Tuyệt Thiên Vương một chỉ phía dưới, trực tiếp nổ tung. Coi như lấy hắn thần quân cảnh cường đại sinh mệnh lực, cũng vô dụng, nhục thân nổ tung, linh hồn yên diệt, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Một tôn thần quân cảnh cường giả khủng bố, cứ như vậy bị đánh chết. Hồng hoang vũ trụ, đại thiên thế giới, chính là như vậy tàn khốc. Coi như ngươi tu vi lại cao hơn, nhưng mạnh bên trong có mạnh bên trong tay, ngươi nếu làm không được mạnh nhất, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Mênh mông hồng hoang vũ trụ, thời thời khắc khắc, đều có vô số cường giả vẫn lạc. Cho nên, thời thời khắc khắc, mỗi cái người tu hành, cũng nghĩ tăng lên bản thân, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, vì đột phá, sự tình gì đều làm được. Giống như Tư Không Nam, hắn vây ở thần quân nhất trọng vô tận tuế nguyệt, vì có thể đột phá tu vi, trực tiếp bắn rẻ Cửu Tuyệt Thiên Vương, trợ giúp ám bang tộc đánh cắp Cửu Tuyệt Thần Tinh, muốn gây nên Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ nội loạn. Đánh giết Tư Không Nam về sau, Cửu Tuyệt Thiên Vương vung tay lên, đem Tư Không Nam chữ vật giới chỉ chộp trong tay, đón lấy. Một đầu to lớn u long thi thể xuất hiện ở không trung. Đây là các ngươi a, trả lại cho các ngươi. Cửu Tuyệt Thiên Vương nói.
Lục Minh, thu hồi đến, U Long nhục thân bị trảm, đối ta vô dụng, nhưng đối với ngươi, còn có đại dụng. Thức hải, Cốt Ma kêu lên. Tạ Thiên Vương. Lục Minh ôm quyền cảm tạ, sau đó đem U Long thi thể, thu vào một cái chữ vật giới chỉ bên trong. Một lần này, có thể khiến cho Tư Không Nam lộ ra chân tướng, đem hắn bắt tới, ngươi lập xuống đại công. Cửu Tuyệt Thiên Vương nhìn về phía Lục Minh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta đều chỉ là vì tự vệ mà thôi, đảm đương không nổi đại công. Lục Minh nói, mặc kệ nguyên nhân gì, một lần này đều là bởi vì ngươi, mới bắt được Tư Không Nam, có công tự nhiên muốn thưởng, như vậy đi, bổn vương đáp ứng ngươi một cái điều kiện, miễn là ngươi nói ra, bổn vương có thể làm được, bổn vương tuyệt không chối từ. Cửu Tuyệt Thiên Vương nói, lời ấy, để Lục Minh con mắt tỏa sáng. Hàn Anh, Ngũ Sơn càng là không ngừng hâm mộ. Đây chính là Cửu Tuyệt Thiên Vương một cái điều kiện A, quả thực giá trị vô lượng. Ngươi muốn nhắc tới điều kiện gì? Cửu Tuyệt Thiên Vương hỏi. Thiên Vương, ta có thể trước đem điều kiện này lưu lại sao, chờ ta nghĩ kỹ nhắc lại, có thể chứ? Lục Minh nói. Hiện tại Lục Minh còn chưa nghĩ ra nhắc tới điều kiện gì, Cửu Tuyệt Thiên Vương một cái điều kiện, thế nhưng là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, nhất định phải dùng ở trên lưỡi đao, chờ yêu cầu thời điểm nhắc lại, mới là tốt nhất. Tiểu gia hỏa ngược lại là thật thông minh, tốt, chờ ngươi nghĩ kỹ thời điểm nhắc lại a. Khối này truyền âm ngọc phù ngươi cầm, nếu là nghĩ kỹ, có thể tùy thời hướng ta truyền âm. Nói xong, Cửu Tuyệt Thiên Vương xuất ra một khối truyền âm ngọc phù, giao cho Lục Minh. Tạ Thiên Vương. Lục Minh đại hỉ tiếp nhận. Tốt rồi, bổn vương muốn trở về giải quyết Tư Không gia tộc, đi trước. Cửu Tuyệt Thiên Vương để lại một câu nói, bước ra một bước, hư không tràn ngập gợn sóng, Cửu Tuyệt Thiên Vương bóng người, đã biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên, Tư Không gia tộc, Cửu Tuyệt Thiên Vương cũng không có tính toán lưu lại, có thể tưởng tượng Tư Không gia tộc kết quả. Xuyên toa hư không, thần quân cường giả, thật sự khủng bố. Lục Minh cảm thán. Nơi này, thế nhưng là hồng hoang vũ trụ, không gian hết sức củng cố, Lục Minh đi tới hồng hoang vũ trụ về sau, còn là lần đầu tiên thấy có người có thể xuyên toa hư không mà đi. Trước đó Tư Không Nam dùng qua, hiện tại Cửu Tuyệt Thiên Vương cũng sử dụng. Tiểu tử, đây không phải cũng là xuyên toa hư không? Thức hải, Cốt Ma thanh âm vang lên. Không phải xuyên toa hư không? Lục Minh kinh ngạc. Trước đó, Tư Không Nam cùng Cửu Tuyệt Thiên Vương, cũng là đột nhiên xuất hiện, không phải xuyên toa hư không thì là cái gì? Hồng hoang vũ trụ không gian, cực kỳ củng cố, cũng không phải tiểu thiên thế giới có thể so sánh. Hơn nữa, hồng hoang vũ trụ, cuồn cuộn vô ngần, địa hạt so tiểu thiên thế giới, lớn không biết bao nhiêu lần, muốn xuyên toa hư không, vượt qua vô tận tinh không, quá khó khăn. Cốt Ma cảm thán. Lục Minh gật gật đầu, đích xác. Thiên giới nguyên giới loại này tiểu thiên thế giới diện tích, còn xa xa không có một cái nào sinh mệnh tinh cầu lớn. Lại càng không cần phải nói cùng vô tận vũ trụ tinh không, vô tận vũ trụ so sánh với. Ở tiểu thiên thế giới, có thể từ cái này một đầu, xuyên toa đến cái kia một đầu, ở hồng hoang vũ trụ, cũng chỉ là tương đương với tinh cầu bên trên một đoạn ngắn khoảng cách mà thôi. Thả trong tinh không, cái gì cũng không tính là. Vậy bọn hắn loại kia là? Lục Minh hỏi. Đột phá thần quân cảnh về sau, có thể lấy vô thượng chi thuật, ở trên thân thể mình, khắc xuống một cái tinh không truyền tống trận. Bọn họ liền là thôi động tinh không truyền tống trận, đem chính mình truyền tống ra ngoài, cái này cùng xuyên toa hư không, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cốt Ma giải thích nói, lại có thể trên người mình, khắc xuống truyền tống trận, thật kỳ diệu. Lục Minh sợ hãi thán phục, trên người mình khắc xuống truyền tống trận, cái kia hành động, liền muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, không cần chuyên môn đi cưỡi những truyền tống trận khác. Đương nhiên, loại phương pháp này, vẫn có nhược điểm. Có chút phương diện, so ra kém hư không xuyên toa. Tỷ như, truyền tống trận phát động, là cần thời gian, ở trong đại chiến, đối thủ căn bản không có khả năng cho ngươi thời gian, nhưng ngươi phát động truyền tống trận. Còn có một cái chính là, chỉ có thể tự mình một người sử dụng, không thể mang người khác sử dụng. Cốt Ma nói. Lục Minh gật gật đầu, khó trách trước đó Tư Không Nam không có sử dụng truyền tống trận đào tẩu, bởi vì hắn căn bản không kịp thôi động truyền tống trận. Chỉ sợ không đợi hắn thôi động, liền bị Cửu Tuyệt Thiên Vương đánh chết. Một cái khác, chỉ có thể tự sử dụng, không thể dẫn người, phải biết hư không xuyên toa, thế nhưng là có thể mang lên những người khác cùng một chỗ. Trên người mình khắc xuống truyền tống trận, mặc dù có nhược điểm, nhưng là để Lục Minh hết sức hâm mộ. Hồng hoang vũ trụ quá lớn, hắn mỗi một lần đi đường, đều muốn tiêu phí thời gian dài, nếu là có thể trên người mình khắc xuống truyền tống trận, cái kia đi đường, cũng nhanh rất nhiều lần. Bất quá,
cũng chỉ có thể hâm mộ, đó là thần quân cảnh tiêu chí, cũng chỉ có thần quân cảnh loại kia hùng hậu vô cùng thần lực, mới có thể làm đến. Thần vương đỉnh phong tồn tại, đều làm không được. Lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra sau đầu, hiện tại hắn khoảng cách thần quân cảnh, còn quá xa vời, vẫn là một bước một cái dấu chân, chậm rãi tăng lên a. Đi thôi, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lục Minh nói, chuyện này, rốt cục giải quyết, nguy cơ cũng triệt để tiêu trừ, Lục Minh cảm giác thở dài một hơi, toàn thân nhẹ nhõm. Tốt, Ngũ Sơn, Hàn Anh gật gật đầu, sau đó người bọn họ hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Một cái vắng lặng tinh cầu bên trên, Lục Minh đám người hạ xuống, sau đó riêng phần mình ăn vào thần đan, bắt đầu điều tức khôi phục. Mấy ngày về sau, bọn họ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hàn Anh cô nương, người tiếp xuống có tính toán gì? Lục Minh hỏi Hàn Anh. Ta nghĩ về trước Hàn gia, đem người của Hàn gia hạ táng. Hàn Anh nói đến đây, nàng lộ ra một tia vẻ thê lương. Chúng ta cùng đi với ngươi, xử lý xong Hàn gia sự tình về sau, người cùng chúng ta đi Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ tu luyện a. Lục Minh nói. Hàn gia cả nhà bị diệt, chỉ còn lại có Hàn Anh một người, không chỗ nương tựa, đi theo đám bọn hắn đi Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, coi như không thể tiến vào tinh không doanh, đến ngũ gia tu luyện, cũng so một người ở bên ngoài lưu lạc tốt. Vậy Hàn Anh trước cảm ơn Lục công tử. Hàn Anh yêu kiều cúi đầu. Đi thôi. Lục Minh nói. Lập tức, bọn họ hướng về Hàn gia đi. Một đoạn thời gian về sau, bọn họ trở về tới Hàn gia. Từ trên xuống dưới nhà họ Hàn, cả nhà bị diệt, không người còn sống. Khi bọn hắn trở về thời điểm, lại phát hiện Hàn gia lúc đầu địa hạt bên trên, nhiều hơn rất nhiều người. Rất nhiều người bay vào bay ra, vừa đi vừa về toán loạn. Cái này chữ vật giới chỉ, là ta phát hiện, cút cho ta. Ta tới trước, cút chính là ngươi. Tự tìm cái chết. Một tòa trong cung điện tàn tạ, phát ra mấy tiếng hét lớn, sau đó, mấy bóng người lẫn nhau chém giết cùng một chỗ, kinh khí bốn phía, đem lúc đầu đã tàn phá cung điện, phá hư càng thêm tranh thủ thời gian. Những người này, Hàn Anh con mắt, trong nháy mắt đỏ bừng, tràn đầy sát cơ. Hiển nhiên, những người này cũng là đục nước béo cò, mượn gió bẻ măng. Hàn gia, chính là Sở Thiên Tinh vực hai đại một trong bá chủ, không có bị diệt thời điểm, không người dám đánh bọn hắn chú ý. Nhưng là bây giờ Hàn gia bị diệt, trừ bỏ một chút bảo vật quý trọng bị tư không gia lục soát đi bên ngoài, bảo vật bình thường, đều lưu lại nơi này, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Vừa bắt đầu, vẫn chưa có người nào dám động thủ, nhưng là đi qua sau một thời gian ngắn, thấy không có dị dạng, Sở Thiên Tinh vực tu hành giả, chen chúc mà tới, đến cướp đoạt Hàn gia bảo vật. Thậm chí, có chút Hàn gia người quần áo mặc trên người, đeo binh khí, đều bị người lấy xuống dưới. Khó trách Hàn Anh lại là cái biểu tình này. Các ngươi, cút cho ta. Lục Minh dậm chân mà ra, đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng giống như sấm, mấy cái đại chiến người, không khỏi ngừng lại. Ở đâu ra tiểu tử, nghĩ hoành xoa một tay có phải hay không? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Một cái trung niên đại hán liếc Lục Minh một cái, khinh thường quát lớn. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, buông xuống chữ vật giới chỉ, sau đó cút, bằng không thì, chết. Lục Minh trầm mặt nói. Cuồng vọng, ta xem chết trước chính là ngươi. Đại hán kia không kiên nhẫn được nữa, trong tay chiến phủ, hướng về Lục Minh chém một cái mà ra. Đại hán này, tu vi cũng không yếu, có nửa bước thần vương tu vi, nhưng là cùng Lục Minh, kém quá xa. Đã cho ngươi cơ hội, hết lần này tới lần khác không chân quý. Lục Minh đạm mạc mở miệng, đấm ra một quyền, một đầu cửu trảo thần long bay múa mà ra, nhào ra ngoài. Phốc, kia trung niên đại hán trực tiếp bị cửu trảo thần long xé rách, vẫn lạc tại chỗ. Mấy người khác nhìn thấy một màn này, dọa đến sắc mặt trắng bạch. Ta đi, ta lập tức đi. Ta cũng đi. Mấy người ném chữ vật giới chỉ, vội vàng bỏ trốn mất dạng. Xem ra muốn trước đem những cái này hạng giá áo túi cơm thanh lý mất, lại xử lý Hàn gia hậu sự. Lục Minh nói. Lục Minh công tử, nhờ ngươi. Hàn Anh mang theo tiếng khóc nức nở, con mắt đỏ bừng, lúc này, nàng đã phẫn nộ, cũng lộ ra rất bất lực. Yên tâm, chúng ta đi. Lục Minh gật đầu, trong mắt lóe lên nhiều lần hàn quang. Lục Minh, Ngũ Sơn, Hàn Anh ba người, hướng về Hàn gia hạch tâm chi địa đi. Giết! Lục Minh quát lạnh, đâm ra một thương, từng đạo mũi thương, như giống như sao băng xuyên thủng mà ra, đem 5 đến 6 cái mượn gió bẻ măng cường giả đánh giết. Những người còn lại hoảng hốt, vội vàng đào tẩu. Ba người một đường giết tiến vào.
Trên đường đi, cũng không có đụng phải cái gì quá mạnh cao thủ, mạnh nhất, cũng là thần vương nhị trọng, bị Ngũ Sơn tùy tiện giải quyết. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Hàn gia hạch tâm chi địa, cũng là Hàn gia chủ gia nơi ở. Nơi này, trước kia là một mảnh vô ngần sơn mạch, thần khí nồng đậm, chính là động thiên phúc địa, xây dựng từng tòa cung điện. Nhưng là bây giờ, sơn mạch đổ sụp, cung điện nhảy hủy, chỉ còn lại có một vùng phế tích. Phế tích bên trong, nằm vô số cỗ thi thể. Lục gia gia, Bát gia gia. Hàn Anh nhìn thấy mấy cỗ thi thể của lão già, nước mắt chảy ròng. Đây là thân nhân của nàng. Các ngươi là ai, tranh thủ thời gian cút cho ta. Đúng lúc này, Hàn gia hạch tâm chi địa, phi ra mấy bóng người, có trung niên, cũng có lão già. Mấy người ánh mắt bất thiện hướng về Lục Minh bọn họ, nói, nơi này, đã bị Hàn Lê Tông ta bao xuống, các ngươi cút nhanh lên, bằng không thì, chỉ một con đường chết, rõ chưa? Một lão già quát lạnh. Hàn Lê Tông, các ngươi là Hàn Lê Tông người. Hàn Anh kêu lên, biết rõ chúng ta là Hàn Lê Tông người, còn không mau cút đi. Lão già kia phất phất tay. Hàn Lê Tông là thực lực gì? Lục Minh cho Hàn Anh truyền âm hỏi thăm. Hàn Lê Tông là Sở Thiên Tinh vực một cái thế lực cường đại, trước kia gần với Hàn gia cùng Phong Nguyệt Tông, cùng ta Hàn gia quan hệ không tệ, không nghĩ tới ta Hàn gia vừa diệt, bọn họ liền đến mượn gió bẻ măng, thật là đáng chết. Hàn Anh cắn răng nói. Thì ra là thế. Lục Minh gật gật đầu. Nguyên lai Hàn Lê Tông là Sở Thiên Tinh vực gần với Hàn gia cùng Phong Nguyệt Tông thế lực, khó trách bá đạo như vậy, đem Hàn gia hạch tâm chi địa chiếm cứ, những người khác không dám tới gần. Ta không quản các ngươi là cái gì tông, không muốn chết, cút ngay lập tức. Lục Minh phất phất tay nói. Cái gì, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lão già kia hét lớn, hơi kinh ngạc, ở bây giờ Sở Thiên Tinh vực, lại có thể có người nghe được Hàn Lê Tông về sau, còn dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Quả thực tự tìm cái chết. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi nhất định phải chết, giết. Lão già quát lạnh, một bàn tay hướng về Lục Minh phiến. Lão giả này tu vi không yếu, có thần vương nhất trọng tu vi. Trường phong gào thét, uy lực phi thường không kém. Giao cho ta. Lục Minh bên cạnh, Ngũ Sơn dậm chân mà ra, một quyền đánh ra. Ngũ Sơn đấm ra một quyền, một đạo quyền kình lớn như núi cao, nghiền ép hướng lão giả. Đụng. Ngũ Sơn thế nhưng là có thần vương tam trọng tu vi, căn bản không phải đối phương có thể ngăn cản, quyền kình oanh qua, lão giả kia trực tiếp đổ bể ra đến, hóa thành cho tàn. Ngươi dám giết ta Hàn Lê Tông người, tự tìm cái chết. Phát tín hiệu. Còn dư lại mấy người kinh sợ không thôi, trong đó một cái người hét dài một tiếng, thanh âm rất xa truyền ra ngoài. Bá, bá, bá. Lập tức, từ Hàn gia hạch tâm chi địa, phi ra lần lượt từng bóng người. Tối thiểu có hơn 20 người, nguyên một đám khí tức cường đại, toàn bộ đều là cao thủ, thế mà thuần một sắc đều là thần vương cảnh tồn tại. Hàn Lê Tông, xem như gần với Hàn gia cùng Phong Nguyệt Tông thế lực so Tần Thiên Tinh vực băng phách tộc còn cường đại hơn. Xuất động một cái, chính là hơn 20 cái thần vương. Rất nhanh, hơn 20 người liền đi tới gần. Chuyện gì xảy ra? Một thanh niên, 20 mấy tuổi, sắc mặt lãnh khốc, đánh lấy một cái quạt xếp, sắc mặt âm trầm hỏi. Bọn họ giết Vương Hộ Pháp. Lúc trước một người chỉ Lục Minh bọn họ kêu lên. Cái gì, Vương Hộ Pháp chết, tự tìm cái chết. Thanh niên gầm thét một tiếng, ánh mắt quét về phía Lục Minh bọn họ, sát cơ lấp lóe. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào Hàn Anh trên người, lại là ngây ra một lúc, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hàn Anh, là ngươi không chết. Thanh niên kêu lên. Tôn Niệm, ngươi thật to gan, dẫn người chiếm cứ ta Hàn gia hạch tâm chi địa làm gì? Hàn Anh quát lớn. Nguyên lai bọn họ nhận biết. Cùng là Sở Thiên Tinh vực thiên kiêu, bọn họ lẫn nhau trước đó nhận biết cũng rất bình thường. Lãnh khốc thanh niên Tôn Niệm ánh mắt chợt lóe lên, sau đó cười ha hả, ha ha ha, Hàn Anh, ngươi còn đem ngươi là Hàn gia thiên kim đại tiểu thư sao? Hiện tại Hàn gia bị diệt, cao thủ chết mất, hiện tại Sở Thiên Tinh vực, ta Hàn Lê Tông là lão đại, rõ chưa? Nói đến đây, Tôn Niệm ánh mắt sớm Hàn Anh trên người liếc nhìn, ánh mắt lửa nóng, lấp lóe lấy tà quang, nói trước kia ta đau khổ truy cầu ngươi, nhưng ngươi đối ta chẳng thèm ngó tới, hắc hắc hắc, hiện tại Hàn gia bị diệt, nhìn ngươi dựa vào ai? Tốt, tốt, ngươi không chết quá tốt rồi, đưa ngươi cầm xuống, trở thành ta đồ chơi, nhìn ngươi làm sao cao ngạo. Ha ha ha. Tôn Niệm cười to, càng nói ánh mắt càng giận nóng. Ngươi dám. Hàn Anh dọa sắc mặt tái nhợt. Ở đâu ra ngớ ngẩn, ở trong này đại hống đại khiếu, tranh thủ thời gian cút cho ta.
Lúc này, Lục Minh bước ra một bước, nhàn nhạt liếc Tôn Niệm một cái, quát lớn một tiếng. Ân. Tôn Niệm ừ nhẹ một tiếng, lúc này mới chú ý tới Lục Minh, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, hiện lên một sợi hàn quang, nói tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì ngươi cũng nghe không được, xem ra lỗ tai cũng là không có dùng được. Lục Minh thản nhiên nói. Ngươi, tự tìm cái chết, ngươi tới, làm thịt hắn cho ta, không, phế hắn cho ta muốn bắt hắn cho chó ăn. Tôn Niệm quát lạnh, sát cơ lạnh lẽo như đao. Hắn thấy, Lục Minh bất quá là hàn anh bên người một cái theo đuôi mà thôi, rất có thể là hàn gia một cái may mắn còn sống sót thanh niên. Hiện tại hàn gia bị diệt, Lục Minh lại dám dạng này cùng hắn nói chuyện, quả thực tự tìm cái chết. Trước đó, hắn một mực bị hàn gia áp chế, đè nén lửa giận, triệt để bạo phát đi ra. Thiếu gia, giao cho ta. Tôn Niệm sau lưng, một cái đàn ông gầy nhom dậm chân mà ra, một chảo hướng về Lục Minh yết hầu bạt đi. Cái này thanh niên, có thần vương nhất trọng tu vi, hắn thấy, Lục Minh bất quá là thiên thần cảnh tu vi mà thôi, phế bỏ Lục Minh, dễ như trở bàn tay, thậm chí, hắn một lần này xuất thủ, đều vô dụng xuất toàn lực. Một cái chó hoang người hầu, cũng dám gọi bậy, giết. Lục Minh quát lạnh, trường thương trong tay xuất hiện, chiến tự quyết gấp 4 chiến lược bộc phát, một thương hướng về đối phương đâm tới. Mũi thương lóa mắt hết sức, như giống như sao băng sáng chói, lấy tốc độ cực nhanh, đâm về phía đàn ông gầy nhom. Phốc, mũi thương giống như là đâm trúng đậu hũ, dễ dàng đem đàn ông gầy nhom bàn tay xuyên thủng, lưu lại một lỗ máu. A, à, đàn ông gầy nhom kêu thảm, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa rồi một chiêu, mặc dù không có dùng ra toàn lực, nhưng là hắn nhưng là thần vương nhất trọng tu vi, thế mà bị một cái thiên thần cảnh người kích thương, cái này khiến hắn khiếp sợ đồng thời, cũng không thể tưởng tượng nổi. Trảm nguyệt, Lục Minh một thương xuyên thủng đàn ông gầy nhom bàn tay về sau, tiếp tục phát động công kích, thể nội 9 loại thần lực, toàn bộ bộc phát. 9 loại thần lực, lấy thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số chúa tể thần lực làm hạch tâm, một mạch xông vào trường thương bên trong nháy mắt bạo phát đi ra, hình thành uy lực khủng bố. Đám người chỉ thấy một đạo hình trăng lưỡi liềm lóe lên mà ra, sau đó, bọn họ liền thấy, đàn ông gầy nhom thân thể, bị chia làm hai nửa. Hai chiêu, đánh giết một tôn thần vương. Lúc đầu, Lục Minh ở không có hóa thành cổ thần thể thời điểm, còn không thể dễ dàng như vậy đánh giết một tôn thần vương, nhưng là đối phương quá khinh địch, bị Lục Minh nắm lấy cơ hội, nhất cử đánh giết. Ngươi, ngươi! Tôn Niệm cũng ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lục Minh. Một tôn thiên thần, thế mà có thể giết thần vương, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua, trong lúc nhất thời đầu óc hoàn toàn mộng. Không cút, vậy liền chết. Lục Minh thét dài một tiếng, trường thương chấn động, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, hướng về Tôn Niệm ám sát đi. Thiếu gia, cẩn thận. Tôn Niệm sau lưng, một lão già hét lớn một tiếng, một cỗ thần lực tuôn ra, đem Tôn Niệm thân thể khẽ hấp, đem Tôn Niệm hút tới sau lưng, sau đó một trường hướng về Lục Minh đánh tới. Oanh, ông! Lão giả thủ trưởng, đánh vào Lục Minh trường thương bên trên, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, Lục Minh trường thương chấn động mãnh liệt, Lục Minh bị một cổ lực lượng cường đại, oanh hướng về phía sau lùi gấp, cảm giác khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra. Giết, cho ta giết cái này tạp chủng. Tôn Niệm kịp phản ứng, điên cuồng giống to. Vừa rồi, hắn kém chút bị Lục Minh đánh giết, nhưng hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ không thôi. Loại cảm giác này, nhưng hắn có chút cuồng loạn. Giết! Các ngươi chết chắc! Tôn Niệm sau lưng, những cao thủ kia giống to, cuồng bạo khí tức bộc phát ra, hướng về Lục Minh đánh tới. Nhiều cao thủ như vậy, khí thế kinh người hết sức, để Hàn Anh sắc mặt tái nhợt. Ngũ Sơn cũng khí tức bộc phát, chuẩn bị động thủ. Để cho ta tới! Lục Minh thanh âm vang lên, sau đó cầu cầu nhúc nhích lên, hóa thành một kiện áo giáp, bao trùm ở Lục Minh trên thân. Chi chi kít kít! Áo giáp phía trên tràn ngập ra từng đạo thiểm điện, để Lục Minh thoạt nhìn như là một tôn lôi điện chiến thần đồng dạng, uy vũ bất phàm. Oanh! Lục Minh đấm ra một quyền, từng đạo to lớn thiểm điện, so với người eo còn lớn hơn, hướng về phía trước phóng đi. Những cái kia tấn công về phía Lục Minh công kích, bị thiểm điện vừa đánh trúng, nhao nhao sụp đổ. Thiểm điện không ngừng, tiếp tục đánh phía những cái kia Hàn Lê Tông cao thủ. Đụng, đụng, đụng! Phảng phất là bóng hơi bị đâm phá đồng dạng, Hàn Lê Tông những cao thủ này, tại thiểm điện phía dưới, căn bản không chịu nổi một kích, nhao nhao nổ tung lên, tại thiểm điện uy năng phía dưới, biến thành cho tàn. Lập tức, tối thiểu có 10 cái thần vương nhất trọng, thần vương nhị trọng, thậm chí còn có thần vương tam trọng cao thủ,
hóa thành tro tàn, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Tôn Niệm ngây ngẩn cả người, còn có Hàn Lê Tông còn dư lại thần vương cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ con ngươi kịch liệt trừng lớn, lộ ra hết sức hoảng sợ. 10 cái thần vương cảnh tồn tại, cứ thế mà chết đi, bị Lục Minh một chiêu đánh giết, đây chính là Hàn Lê Tông lực lượng trung kiên a. Đi, đi mau. Kịp phản ứng, Tôn Niệm hoảng sợ giống to, muốn chạy trốn. Lục Minh thực lực là quá kinh khủng, một chiêu đánh chết 10 cái thần vương, trong đó còn có mấy cái thần vương tam trọng tồn tại, thực lực như vậy, liền xem như thần vương tứ trọng đều làm không được. Hắn ý thức đến, Lục Minh căn bản là một cái không thể trêu ma thần, hắn giống lập tức rời đi nơi này, rời xa Lục Minh. Đáng tiếc, Lục Minh đã sẽ không cho hắn cơ hội này. Chi chi kít kít, Lục Minh bàn tay hư không nắm vào, vô tận thiểm điện ở Lục Minh bàn tay hội tụ, sau đó bắn ra, oanh sát hướng Tôn Niệm cùng Hàn Lê Tông còn dư lại thần vương cao thủ. Thiếu gia, ngăn trở. Có hai cái lão giả giống to, xuất hiện ở Tôn Niệm trước người, bộc phát ra khí tức kinh khủng, oanh ra hai vệt thần quang, muốn ngăn trở cầu thiểm điện. Hai cái này lão giả, chính là hai cái thần vương tứ trọng cường giả, cũng là Hàn Lê Tông ba đại cao thủ mạnh nhất thứ hai, cùng Hàn Lê Tông tông chủ cũng là thần vương tứ trọng tồn tại. Lần này Hàn Lê Tông vì triệt để chiếm cứ Hàn gia, thu hoạch được Hàn gia bảo vật, đem tông môn 90% cao thủ, đều phái đi ra. Nhưng lấy thực lực cầu bây giờ, hai cái thần vương tứ trọng cao thủ, căn bản ngăn không được cầu công kích. Kịch liệt vang lên ầm ầm, hai cái lão giả đánh ra thần quang, trực tiếp bị thiểm điện đánh xuyên, thiểm điện đánh vào hai cái lão giả trên người, hai cái thân thể của lão giả giống như là phát bị kinh phong rung động, hướng về phía sau nhanh lùi lại, thân thể đều cháy rụi, mặc dù không chết, cũng là nửa chết nửa sống. Về phần mặt khác Hàn Lê Tông thần vương, trực tiếp tại thiểm điện phía dưới hóa thành tro tàn. Hiện trường, chỉ còn lại có Tôn Niệm, còn có hai cái sắp chết thần vương tứ trọng lão giả. Tôn Niệm sắc mặt trắng bệch đứng ở hư không, giống như là bị sợ ngốc một dạng. Bá! Lục Minh thân hình khẽ động, xuất hiện ở Tôn Niệm trước người. A, đừng có giết ta! Tôn Niệm hoảng sợ kêu to lên. Ta sẽ không giết ngươi, bởi vì, có người so với ta có tư cách hơn giết ngươi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, sau đó đâm ra một thương, trường thương đâm vào Tôn Niệm trong đan điền, đem Tôn Niệm thần hỏa đánh diệt. Sau đó Lục Minh đưa tay hất lên, đem Tôn Niệm quăng về phía Hàn Anh. Hàn Anh cô nương, hắn giao cho ngươi tới giết. Lục Minh nói xong, thẳng hướng cái kia hai cái lão giả. Hai cái kia lão giả, căn bản không hề có lực hoàn thủ, bị Lục Minh đánh giết. Hàn Anh, tha mạng a. Giờ phút này, Tôn Niệm kêu thảm. Khinh nhận ta Hàn gia, tội đáng chết vạn lần. Hàn Anh thanh âm băng hàn hết sức, sát cơ lạnh lẽo, một kiếm chém ra, đem Tôn Niệm đầu lâu chém xuống. Kể từ đó, Hàn Lê Tông đến đây Hàn gia cao thủ, toàn diệt. Một lần này, Hàn Lê Tông tuyệt đối tổn thất nặng nề, tông môn cao thủ lập tức bị giết chín thành, thực lực nhanh lùi lại, đoán chừng không được bao lâu, liền bị Sở Thiên Tinh vực thế lực khác diệt đi. Về sau, Lục Minh ba người lại tại Hàn gia địa hạt bên trong dạo qua một vòng, đem tất cả tới nơi này chiếm lấy bảo vật người toàn bộ đuổi đi. Sau đó, ba người hợp lực, đem từ trên xuống dưới nhà họ Hàn người tụ lại cùng một chỗ, đào một cái hố to chôn, xây dựng một tòa phần mộ lớn. Hàn Anh, ở Hàn gia phần mộ lớn phía trước, trọn vẹn quỳ 7 ngày 7 đêm, mới đứng dậy. Tạ Lục Minh công tử tương trợ, Hàn Anh cảm tạ. Hàn Anh lại hướng Lục Minh khom người cảm tạ. Lần này, nếu không có Lục Minh tương trợ, nàng thật không biết làm sao xử lý, hoang mang lo sợ. Hàn Anh cô nương, không cần khách khí. Lục Minh nói, hắn trong lòng cũng là thở dài, nói đến, chuyện này cũng là bởi vì hắn mà lên, nếu không phải hắn một đường truy tìm cửu tuyệt thần tinh tình huống, Hàn gia có lẽ sẽ không diệt. Hàn gia sẽ không như vậy mất, tương lai, ta nhất định sẽ trọng trấn Hàn gia. Hàn Anh ánh mắt kiên định. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lục Minh mỉm cười cổ vũ. Sau đó, ba người rời khỏi nơi này, hướng về cửu tuyệt thiên vương phủ đi. Một đoạn thời gian về sau, bọn họ yên ổn quay trở về cửu tuyệt thiên vương phủ. Chuyến này tiến về Sở Thiên Tinh vực, đối với Lục Minh mà nói, cũng coi là đại công cáo thành, triệt để đem cửu tuyệt thần tinh một chuyện giải quyết. Vừa về tới cửu tuyệt thiên vương phủ, Lục Minh liền nghe được một đầu tin tức. Cửu tuyệt thần tinh chủ sử sau màn tra ra được, cửu tuyệt thiên vương động lôi đình chi nộ, tư không ra cả nhà bị diệt. Chuyện này, chấn động toàn bộ cửu tuyệt thiên vương phủ, tất cả mọi người đang nghị luận. Lục Minh trong lòng thở dài, đây chính là thực lực. Tu hành giới, hồng hoang vũ trụ, mọi thứ đều nhìn thực lực.
Bằng không, nói diệt liền bị diệt, coi như Tư Không Nam muội muội là Cửu Tuyệt Thiên Vương Vương Phi, cũng giống vậy. Bọn họ trực tiếp quay trở về Ngũ gia, cùng Ngũ Tử Phong đàm luận đến việc này, Ngũ Tử Phong cũng thổn thức không thôi. Về sau, Hàn Anh liền lưu tại Ngũ gia tu luyện, mà Lục Minh là quay trở về Tinh Không Doanh. Về sau thời gian, bình tĩnh trở lại, Lục Minh một lòng tu luyện. Hắn hiện tại cần tu luyện đồ vật, nhiều lắm. Đầu tiên, là từ Sở Bá Tinh nơi đó lấy được Bá Vương Thương Quyết cùng Chiến Thần Kích. Bá Vương Thương Quyết tu luyện thành công về sau, có thể tu luyện ra thần phẩm thần lực, Bá Vương Thương Lực, cái này đối Lục Minh công kích tăng lên rất lớn. Bất quá Chiến Thần Kích, Lục Minh có thể tạm thời thả đằng sau một chút tu luyện, dù sao, hiện tại Diệt Thế Tam Kích còn không có tu luyện tới đỉnh phong. Mặt khác, Chiến Tự Quyết, Lục Minh cũng cảm giác chạm tới gấp 5 chiến lực ngưỡng cửa, chỉ cần cố gắng lĩnh hội, sớm muộn có thể khống chế gấp 5 chiến lực. Mặt khác, Âm Dương Thần Đồng, Lục Minh cũng không muốn từ bỏ, đây là một loại cực kỳ cường đại bí thuật, lĩnh ngộ càng sâu, uy lực lại càng lớn. Trọng yếu nhất, vẫn là thần lực bản thân lĩnh ngộ. Chú tể thần lực, mặc dù thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, nhưng là đây chỉ là một lần thức tỉnh, đằng sau, còn có thể lần thứ 2 thức tỉnh, lần thứ 3 thức tỉnh, 4 lần thức tỉnh. Hơn nữa, có chút thiên phú người khủng bố, còn có thể từ thần lực bản nguyên thừa số bên trong, lĩnh ngộ ra bản nguyên bí thuật. Mỗi một loại bản nguyên bí thuật, cũng là từ nguyên thủy thần linh nơi đó truyền xuống, uy năng viễn siêu bây giờ bí thuật. Còn có, bất diệt kiếm lực, Lục Minh đã thức tỉnh đến 99% trình độ, tiến thêm một bước, liền có thể triệt để thức tỉnh, nói như vậy, Lục Minh thực lực, vẫn là tăng cường một đoạn. Nhưng là, những cái này đều cần tiêu hao Lục Minh số lớn tinh lực. Lục Minh cùng Thu Nguyệt nói một tiếng, liền tiến vào cấp độ sâu bế quan bên trong. Lục Minh dự định trước đem Bá Vương Thương Quyết tu luyện thành công, nắm trong tay trước Bá Vương Thương Lực, ở lĩnh hội cái khác. Tu luyện thần phẩm thần công diệu pháp, Lục Minh đã là quen việc dễ làm, cũng không có dùng thời gian bao lâu, Lục Minh liền lĩnh ngộ đệ nhất trọng, tu luyện một sợi Bá Vương Thương Lực. Tiếp đó, cũng không cần tiếp tục tham ngộ, chỉ cần chậm rãi ôn dưỡng, chậm rãi lớn mạnh là có thể. Sau đó, Lục Minh bàn tay phát sáng, bao vây quyển trục xuất hiện. Quyển trục này, chính là Lam Thương giao cho Lục Minh, chính là Lam Thương đối chúa tể thần lực lĩnh hội tâm đắc. Lục Minh sau khi mở ra, tinh tế quan sát. Hết tập 207.